Các bạn ngày nào cũng lên trễ hết trơn. Mọi người, alo mấy chị nha, bỏ xuống đất đi con, bỏ đàng hoàng, đẩy cái đó xác vô, đẩy cái đó xác vô trong đi, đẩy cái tấm đó xác vô trong đi con. Rồi con không, con kéo nó ra. Ừ, đẩy mạnh lên, mạnh lên. Hello mọi người, đợi em xíu nha mấy chị đẹp. Rồi lên sale 19k trước nha mấy bà ơi. Sale 19k trước nè. Tặng cho mấy chị 19.000 bộ nha. Chơi luôn, chơi lớn luôn. 19.000 một ca giùm em. Hello, hello mấy chị, lên chấm bài giùm em nha mọi người. Dạ, chế nào thương em cho em xin 1-2 chấm nha. Chế nào xem like em được cho em 1-2 chấm nha mọi người ơi. Đợi em xíu, em lên hàng 19k trước nè. Là tặng đầu like nha mấy chị đẹp. 19k là em tặng đầu like nha. Đầu like chị nào mà có chia sẻ cho em thôi, lụa size M bữa nay em về nha. Lụa size M, satin size lớn, satin size 2X, 3X về luôn. Mẹ đọc sách con đúng chưa? Sách gì? Mẹ chưa đọc. Vậy em cầm cho bà nội đọc đi, coi nội đọc coi. Mẹ nãy giờ mẹ có không đâu. Đợi em tí xíu. Mẹ về mẹ đọc không được. Tối mẹ mới đọc, giờ mẹ chưa rảnh. Tối con cho mẹ tới 12 giờ khuya. Đồ. Gì quá. Cho mẹ la tới 12 giờ khuya cho nhiều người. Cho nhiều người đó mẹ nhiều tiền. Đơn chưa bà Hiệp ơi, chưa đơn bà, sao tôi chưa chốt ta? Ừ, hình như chắc tôi thấy ít, tôi chưa chốt đó gái ơi, tôi thấy ít chưa chốt. Rồi mấy chị lên cho em 19k đi, cái này là em tặng đầu like nha. Chị em nào có chia sẻ thì tặng đầu like. Hello mấy chế, gửi đơn chị chưa? Dạ rồi tình yêu ơi, gửi chiều nha chơi, mai chị nhận được á. Giờ hàng tiết kiệm giờ đi nhanh lắm, mai chị nhận được giờ. Rồi lên cho em đây. Con này em tặng đầu like cho mấy chị nè, nhớ tương tác giùm em nha mấy bà. Nhớ tương tác với em nha, một chấm, một like, một share. Đó. Em tặng cho chị em mình con này 19.000. Dạ nhanh tay luôn. Ủa chế tối nay chế không có like hả? Chế không có like buổi tối hả? Rồi chấm bài giùm em mấy chị ơi. Rồi chị nào có chia sẻ comment cho em nha. Chị nào có chia sẻ comment cho em 19k. Cái con gấu này nó nhiều màu nha mọi người. Màu hồng, màu đỏ, xanh biển, màu vàng, màu đen. Con này, dạ bộ em mặc là lụa size M chị, 85.000. 85.000 một con. Đây con thun 3D nha mấy chị ơi. Con thun 3D này cho em 55-56kg đổ về giúp em. Em tặng cho mấy chị con này đầu like 19.000. 19.000 cho em, chị nào có chia sẻ em bán đúng 19.000. Phải có chia sẻ mới được. Đây em đang coi máy phụ nha tình yêu ơi, đây. Đó. Chế nào chia sẻ máy em hiện lên, chị đó có chia sẻ thì em bán cho mấy chế 19.000 ha mọi người. Cho nên là mấy chế gán tương tác giúp giùm em. Mình phải có cái lượt tương tác, không thôi là máy nó sẽ bị ẩn comment nha bà con ơi. Tương tác giùm em mấy chế ơi. 19.000 giùm em. Dạ có chia sẻ em bán liền. Trời ơi em bán cho mấy chị chứ em để làm gì. Em còn khách, mấy chị cần thì em chị em mình tương tác với nhau. 19.000 cho em. Rồi xuất sắc cho 19.000. 55kg về 19.000 cho em. Chế nào chia sẻ rồi lên cho em con gấu hồng 19. Gấu màu
đen 19, gấu màu vàng 19 tặng cho vui, con gấu màu xanh biển 19, con gấu màu đỏ 19. Rồi tổng cộng là có 5 màu cho em. Đó, chế nào chia sẻ rồi thì comment cho em gấu 19k. Bộ đùi này là 55-56kg đổ về giúp em. Màu này là màu hồng nè, màu đen nè, màu vàng, màu xanh biển và màu đỏ. 19.000 à, ngon chưa? Ok rồi, bây giờ bắt đầu em chốt nha. Chế nào chia sẻ rồi bắt đầu em chốt cho mấy chị 19k. Em nói mấy chị con này giá rẻ mặc cực kỳ sướng luôn. Con này một hồi em bán cho mấy chị, em bán cho mấy chị giá lẻ chỉ có 35.000 con này thôi. Còn bây giờ tặng đầu like 19.000. Đó, chế nào chia sẻ rồi comment cho em 19.000 nha. Đó, không có em ơi, một người một bộ à em ơi, một người một bộ thôi. Ở đâu ra 5 bộ 5 màu bà? Ăn đòn bây giờ chứ, 5 bộ 5 màu, một người một bộ cho em 19.000. Xong chưa? Bắt đầu em chốt nha mấy tình yêu, bắt đầu em chốt nha. 19.000 bắt đầu em chốt nè. Cái này là tặng mỗi chị một bộ. Rồi bây giờ em sẽ coi chị nào có chia sẻ em tặng trước. Ok nè, Liên Nga nè, 19k nè. Ok Liên Nga nè, 19 rồi. Liên Nga có chia sẻ nè. Thu Thảo, Thu Thảo này, Thu Thảo nào vậy ta? Thu Thảo này khách mới hả chị? Thu Thảo, chị Thu Thảo inbox qua cho em cái nha chị Thu Thảo ơi. Inbox qua cho em cái nha, Thu Thảo 19 nè. Ok, chị nào chia sẻ rồi comment cho em 19k. Bà Trần Thị Lợi nè, Trần Thị Lợi một người một cái chị ơi, 19 cho Trần Thị Lợi xanh nè. Rồi ok nè, hồng 19 cho Thủy Tiên nè. Một người một bộ ơi, tình yêu ơi, nhiều quá em bán nhà. Thủy Tiên 19 nè. Ồ rớt lên đó luôn rồi chú ơi. Thủy Tiên 19 nè. Rồi ok nè, Loan Trần này, Loan Trần nào vậy ta? Loan Trần hả? Khoan để tôi kiểm tra cái, tôi bị nhiều bà bơm hàng quá giờ tôi thiệt luôn. Tôi cố gắng tôi nhớ. 19.000 lấy màu gì cũng được mấy chế ơi, màu nào cũng đẹp chứ, màu nào mấy chị mua nó cũng đẹp giống nhau trơn á. Bữa nay em lên hàng sale nhiều lắm, mấy chị ở đây đi, mấy chị cho em xin một lượt chia sẻ đi để em lên. Em bộ gì vậy? Ok nè, 19 cho Nguyễn Liễu nè. Đang tặng bộ đùi, bộ đùi 3D 19.000. Nguyễn, à chết chào, quên ghi Nguyễn Liễu số 1 rồi. 19 cho Nguyễn Liễu nè, ok nè. Chị Loan Trần nè, Loan Trần nè, Loan Trần gấu này có 19.000 đó, bán tặng đầu like nè, ok nè. Trịnh Hạnh nè, Trịnh Hạnh ơi, Trịnh Hạnh bữa còn hai cái áo hay gì bên chị, lâu quá không thấy em mua nữa, em mua đi mai chị gom nha. Ngân Mai, Ngân Mai 19 nè, bóc từ trên dưới, bà nào được màu nào thì lụm cho em. Ngân Mai 19 nè, rồi ok nè. Ngân Mai rồi, ai lấy nữa comment cho em. Ngân Mai có rồi tình yêu ơi. Rồi chị nào lấy nữa comment cho em nha. 19k cho em bộ đùi, mỗi người 5 bộ, đâu ra chắc tôi bán nhà sớm quá. Trời, hàng này nhập đã 3x rồi mà giờ bán 19 thôi, nhập bán chi bà, bán cho luôn cho rồi. Cái này tặng mỗi chị bộ về mặt cho lấy lọc thôi. Chị Phụng Lai Kim bộ 19, ai lấy nữa comment cho em. Cái này là em chỉ tặng cho chị nào có chia sẻ thôi. Em chỉ tặng cho chị nào có chia sẻ thôi. Bộ đùi 55kg về. Chị nào nãy giờ em chưa đọc tên thì comment lại cho em nha. 19.000 chị Sáu Kim, bữa giờ mua không có đủ đơn, đơn chị em xả bỏ rồi nha. Mấy chị mà vô mua một cái hai cái, nói chung mấy chị mua mà dưới 100.000 ra là em xả đơn em bỏ liền. Bên em không giữ đơn nha mọi người. Cho nên tại vì em bán, em đã bán nó quá rẻ rồi, mấy chị cố gắng lựa đủ đơn để đi giùm em. Bình thường mấy chị nghĩ người ta bán dài 30.000, em bán mấy chị 19.000. Đó, đây là bộ đùi 55kg đổ về. Đùi 3D cho em 55kg đổ về. Đó, em sale tặng đầu like 19.000. Đó, cái này em tặng người bộ chứ đâu phải là em có nhiều mà em tặng nó lâu hết đâu. Cái này tặng cho chị một bộ lấy lọc thôi. Ok cho Thảo Nguyễn nè. Thảo Nguyễn đơn em chị chưa có chốt nè.
ok cho Nhung Trần nè. Nhung Trần đổi hình avatar hả gái? Nhung Trần 19 nè. Phương Nghi 19 nè. Phương Nghi chị nào có chia sẻ đi em tặng Phương Nhi. Phương Nhi inbox số này thì chỉ qua cho em nha, cách mới nha. Rồi chị nào lấy gấu nó comment con này em tặng mỗi người bộ về mặt. Rồi nha. Năm màu cho em. Em còn màu đỏ, màu đen, màu xanh và màu hồng, còn 4 màu. Màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu hồng. Đó. Chứ nào lấy nữa comment cho em nha. Con này con đùi cho em 55kg về. Em tặng đầu like thôi mấy chị ơi. Mỗi người một bộ về bận. Bận cho nhớ tới em nha. Mỗi lần bận bộ này nhớ tới em. Ừ. Và mua ở cái shop kia nó tặng cho mình bộ đồ này có 19.000 đồng bạc à. Về mặt cho nó sướng cho em. Nha mọi người. Đó. 19.000 cho em bộ này. Tí xíu em sẽ bán 29.000 bộ. Đó. Comment cho em. Bảo đang mặc là lụa say, lụa say nhỏ, size 52kg về đó rồi em mờ á. Sao không dồn đơn cho chị? Không có dồn đơn chị ơi. Em không có thể nào bán cho mấy chị mà dồn ngày này qua ngày nọ qua bữa sau được. Em không bán cái kiểu mà bữa nay mấy chị lên, mấy chị mua một bộ với giá sale, qua ngày mai mua một bộ, ngày mốt mua một bộ. Em không có bán kiểu đó nha. Đủ đơn trong một like thì em chốt, còn không đủ đơn ngày mai em xả cái đó ra em bán cho người khác nha. Bây giờ không có mà dồn đơn gì hết mấy chị ơi. Trời ơi em bán một bộ không có bao nhiêu tiền, em còn phải thu tiền về nữa. Chị Trinh Đoàn bộ nè, hoa võ bộ nè. Cái này tặng cho người bộ 19 ngàn nè, hoa võ bộ nè. Ngọc Xuyên nè. Ngọc Xuyên khách mới inbox số này chỉ cho em nha Ngọc Xuyên nè. Ngọc Xuyên Bita gì nè, khách mới inbox số này chỉ cho em nha. Đơn hàng 100 ngàn trở lên nha, Phương Nghi có rồi nè. Hằng Phạm nè. Ok Hằng Phạm nè. Hằng Phạm nè 19 ngàn nè. Mua đủ một đơn trong like 100 ngàn trở lên thì em mới chốt. Ok cho chị Sáu Kim một bộ 19 nè. Mấy chị thí dụ như mấy chị mua bộ này 19 ngàn, mình được tặng bộ này 19 ngàn, thì mấy chị mua thêm giùm em trong cái like bữa nay em like, mấy chị lên săn hàng sale, mấy chị mua đủ giùm em 100 ngàn trở lên, inbox số này thì chỉ qua tin nhắn ngày mai bên em chốt đơn ha. Đơn và giảng vậy đâu mọi người. Cái này một người một bộ và chị ơi. Chị Bích Thùy em chưa có thấy chia sẻ chị ơi. Hết gấu xanh này nha, không có lựa màu nha mấy chị ơi. Hàng em sale rồi, hàng em tặng không có lựa màu nha. Bóc màu nào lấy màu đó giùm em nha. À, Bích Thùy em chưa có thấy chia sẻ nè. Này cho Ngọc Hiếu nè. Bộ màu nào nó cũng đẹp hết trơn mấy bà ơi, 19 nè. Dạ, chào chị Bùi Thị Hiệp. Ừ, lấy bộ em vâm gấu, 19 Nhung Trần có rồi. Nhung Trần có rồi, Nhung Trần ơi. Cái này cho Ngọc Dung nè. Tặng 19k trong một like mấy chị lựa đủ đơn. Thì ngày mai bên em sẽ chốt đơn cho mình, không có màu xanh nha. Không có lựa màu nha. Em đã tặng 19 ngàn rồi thì em bóc ngay màu nào lấy màu đó giùm em. Ở đâu lựa màu nữa, có màu đâu mà lựa. 19 ngàn rồi. Còn hai bộ màu hồng thôi, chị nào chưa có comment cho em. Còn hai bộ màu hồng nha, 19 ngàn. Chị nào chưa có comment cho em. Chị Bích Thùy này em không có thấy cái logo chia sẻ của chị nha, cho nên em không có chốt cho chị. Trời ơi con này tặng 19 ngàn mới chế đòi gì nữa mới chết. Ở đâu ra lấy nha, một hai cục gấu nữa đây. Hai cục bên đây. Lụa lẫn em mờ có rồi đây, chị đang mặc nè. Lẫn em mờ bữa nay về rồi nha tình yêu ơi. Ok cho. Ok cho xíu cái cục satin, cái cục lụa vì xúc ra đó đây chuẩn bị gì ấy. Bị lai lụa. Chị Bùi Thị Hiệp một bộ. Con này tặng 19 ngàn con đùi. Cái này là tặng nha, chị Bùi Thị Hiệp bộ nè. Nguyễn Liễu bộ nè. 19 nè. Rồi nè, cho Trần Nhiên bộ nè. Em tặng xong rồi bắt đầu em bán. Cho Trần Nhiên bộ 19 nè, rồi nè. Duyên Duyên bộ 19 nè, lẫn em mà có rồi nha. Duyên Duyên nè. Duyên Duyên 19 nè. Mà em ghé em ơi, mua đủ đơn 100 ngàn trở lên thì mới được kèm bộ tặng nha. Chứ mua một bộ tặng không là không có bán nha em ơi. Bán chị đẹp dạ không không, bộ này 19 ngàn một người một bộ à. Kim Hương
19 nè, Kim Hương inbox đó này, chị chỉ giùm em nha. À Kim Hương chưa có thấy chia sẻ luôn nè chị ơi. Logo của mình không có chia sẻ nha, lấy bộ đang mặc. Còn bộ xanh đang mặc bên đó. Em chia ra satin 5 cột, lụa 5 cột. Biết cái nào satin nào lụa không? Rồi chia ra đi. Ừ cái đó satin đó, cái đó. Lấy bò mặt cho nguyên liệu số 1 85.000. Lụa em màu về rồi, em mờ với L luôn. Lô này có xanh L nè. Lấy bên cây cong. Ủa cây viết này nó muốn hết mực rồi nè. Lấy cây viết mới trong đó đi. Nó yếu yếu rồi. Ok Duyên Duyên có rồi nè. Chị Kim Hương inbox số này để chỉ giùm em nha Kim Hương ơi. Kim Hương nè, 19 nè, ai chưa có đơn tranh thủ giùm em nha. Rồi mấy chị ơi, tặng là tặng 19, nhưng mà khi bán là bán có 29 bộ đang mặc. Bộ đang mặc là quần 9 tấc nha chị ơi. 85.000. Bộ đang mặc là quần 9 tấc nha. Ủa đang mặc là quần em ta nè. Em mặc là thành quần dài, chị nào cao hơn em là 9 tấc, nhưng mà chị nào thấp cỡ 1m55 nó là quần dài. Lụa này nó là quần dài nha. Ủa em đang mặc quần dài mà. Em đang mặc quần dài mà hỏi em có quần dài là sao bà? Kim Hương có rồi nè chị ơi, Đoan Kim. Đoan Kim này khách mới á chị. Cái bò 3D này em chỉ tặng đầu like cho những chị nào chia sẻ like giùm em với giá 19.000. Còn một tí xíu em sẽ bán cho mấy chị, em sẽ bán bò này cho mấy chị là 29.000 nha. Ok chị Bích Thùy nè. Bích Thùy có chia sẻ nè, ok chị Bích Thùy. 19.000 Bích Thùy. Inbox số này thì chỉ giùm em. Tường Vi hả? Ủa chị inbox bên nào? Hồi sáng em còn kiếm địa chỉ của chị á, chị inbox bên nào em chưa có đọc được. Em chưa có nhận được inbox của chị hay sao em chưa thấy. Phụng La Kim có rồi. Đơn chị em chốt rồi mà em chưa có thấy inbox. Bộ 19 rồi chị ơi, Nguyễn Liễu. Rồi. Xanh là anh L là sai. Nói chung em M với anh L nhất nó có 1kg 2kg thôi. Em M thì 50, 52, anh L thì 53, 54 vậy thôi. Có xem lụa lẫn không? Có lụa lẫn em ơi. Bữa nay chị về em M và anh L là sai. Là sai là quần dài không có quần lẫn nha. Đó. Ai lấy 19 comment. Đưa cho chị cục lụa. Bộ em mặc nó nhiều màu lắm chị ơi. Bây giờ em sẽ lên em nói mấy chị nghe cái con lụa hàng nhà em bán cho mấy chị từ xưa giờ. Cái con lụa hàng này em bán cho mấy chị là 90, nhưng mà đặc biệt 1-2 lô gần đây em chỉ bán 85.000 thôi nha mọi người. Đúng 85.000 con cho em. Đây bây giờ em sẽ lên bản hào của bộ lụa xem mờ. À con lụa này size L mấy bà ơi. 45-55kg là mặc cái size L này cho em. Lần đầu tiên lụa có size L nha mọi người. Lần đầu tiên lô lụa có một size L. Xưa giờ bán là M2X không có L nha. Rồi cho chút đào bộ 19 nè. Lụa đủ đơn 100.000 giùm em nha mấy tình yêu. Đây con lụa hàng này em bán cho mấy chị 85.000 thôi. Người ta bán trăm mấy cả người ta đi. Bây giờ mấy chị mua bên em chỉ có 85.000. Lấy mấy cái lụa này ra soạn màu đi Thảo. Coi nó có giống giống nhau không? Lai nè. Đi ra nè. Chị Bích Thùy ơi, số điện thoại địa chỉ giùm em. Địa chỉ là có ấp xã huyện tỉnh nha. Em mới làm đơn được nha. Chứ cái địa chỉ như vậy làm sao em làm đơn được nha chị ơi. Địa chỉ là phải có ấp xã huyện tỉnh. Bình Dương ở thành phố gì hay là huyện gì, xã gì. Chứ chị cho cái công ty cái tên gì sao mà làm đơn được. Rồi đây lên con anh L 45-55kg. Trời ơi con lụa này em nói mấy chế. Đỉnh của đỉnh luôn, em bán mấy chị 85.000 luôn. Đây xanh L. Anh L cho em màu kem. Em mặc là màu xanh riêu. Màu xanh lá đậm. Đây là xanh L. Đây là màu kem nè. Màu kem ok chị. Vậy là chị mới inbox phải không? Hồi sáng em làm đơn thì chưa có. Bây giờ chị inbox thì ngày mai mới chốt.
Comment cho em màu kem. Con này 45-55kg cho em size L. Con này em bán cho mấy chị đúng 85.000 cho em. Đây em đang mặc màu xanh lá nè. Chứ nào lấy màu kem, comment cho em màu kem. Màu kem cho em màu kem. Quần u mì không có quần u mì nha, đang lên lụa nha. Chị nào lấy bầu em mặc màu kem, comment màu kem. Đây là màu gì? Đây là màu cam cho em. Mẫu đó mẫu chịu lớp chị đang live không? Rồi comment cho em màu hồng. Con này em tặng cho mấy chị 85.000 đi ra đừng có bye bye đây lấy giấy làm cái gì. Đi ra chỗ khác. Màu xanh chị mặc còn không? Trời ơi rồi để tôi thay ra màu xanh tôi mặn còn bò trên người tôi mấy bà ơi. Comment cho em màu hồng mấy chị ơi, nhiều màu lắm mà, rất là nhiều màu. Con này đó bộ em mặc hết rồi. Comment cho em màu hồng, màu hồng. Bộ em mặc còn có một bộ thôi nha. Màu hồng. Em ơi lô này nó size anh L là nó tương đương với M của lụa cũ á. Lụa kem size L. Mấy chị chỉ nghe giùm em con này là 45-55kg nha. Cho chị 6 kim. Comment cho em màu hồng nè. Trời ơi cưng xỉu luôn. Bộ em mặc còn có một bộ trên người em thôi. Comment cho em màu này là comment cho em màu màu hồng nè. 85.000 ơi tình yêu ơi, 45-55kg cho em. Con này chỉ có 85.000 cho em màu hồng. Màu hồng, màu hồng cho em. Ai lấy màu hồng comment màu hồng. Rồi tí xíu em thay ra cho chị ơi. Màu hồng có 85.000 thôi, ghi lại đây cho chị. Ai lấy màu hồng comment màu hồng. Sỉ là 80 chị ơi. Sỉ là 79, lẻ là 85. Em bán giá không có lời nhiêu đâu mấy tình yêu ơi. Màu hồng cho, màu hồng cho bà Ly Nga. Ủa chị inbox hôm qua hả? Ủa em đâu có thấy Tường Vi đâu trời. Chị ơi chị nhắn qua giùm em cái nữa đi chị. Chị nhắn qua giùm em cái đi, em vẫn chưa có nhận được luôn á. Của em sạc cái này không có size M mấy bà ơi, cái này là size L. Lô này không có size M. Lô này là size L thôi, anh L của form này là bằng với M của form cũ. Bây giờ mấy chị lấy thì comment nghe số ký giùm em 45-55. Đừng quan tâm tới cái size nó là size gì. Mấy chị chỉ quan tâm là bao nhiêu ký thôi. Nha. Đừng có quan tâm tới nó là size gì. Mà mấy chị quan tâm là em nói bao nhiêu ký tới bao nhiêu ký ha. 58kg một mét 6 mặc size 2X giùm chị em ơi. Mặc size của 60kg đổ về nha. Còn cái này là size của 45-55kg. Em nói 55 thôi nhưng mà thật chất á, chị nào mà thấp thì tầm 50-52 thôi. Chị nào ốm cao thì 55 giùm em nha. Màu hồng cho chị Mai Ca Trần. Chị Mai Ca Trần khách mới inbox số này địa chỉ giùm em. Con lụa này em nói mấy chị chất cực kỳ đỉnh luôn. Chị có 85.000. VV màu đỏ. Rồi lên cho em luôn màu đỏ cho VV. Ai lấy đỏ comment đỏ. Nó rất là nhiều màu bà con ơi. Đây là màu đỏ đô nè. Đang mặc nè. Dạ lụa hàng nha, lụa hàng. Yến Trang Trần thấy chị nè. Nói chung là khách mới cứ inbox số này địa chỉ qua tin nhắn giùm em nha mọi người. Comment cho em con đỏ đô. Em sale cho mấy chị con này 85.000. Có lụa 4x luôn nha. Có 4x 65-67kg luôn. Đợi em chút. Đây con đỏ đô nè. Con đỏ đô cho em form này. Nó chỉ là tương đương với size M của form cũ thôi. Đó. Comment cho em đỏ đô 45-55kg. Đỏ đô cho em. Ô lầm cái viết đó đâu vậy bà? Sao cái viết đó còn đậm như vậy? Thôi lấy cây viết kia chơi đi. Đỏ đô cho Liên Nga nè. Lấy cái cây viết xanh xanh kia kìa. Cái đó đi viết hàng. Không Vi Vi ơi, bộ chị mặc là chị Yến Nguyễn lấy rồi. Sao nhiều cây viết dữ vậy? Thảo mới lấy cây đó hả? Cất cây đó đi, lấy cây này. Sao mà quá trời cất vô trong kia để đó lộn nữa rồi. Trời ơi sao lấy mới tùm lum vậy bà.
Trời ơi, viết mai mốt không còn để ghi lấy ra quá trời nha. Vivi không có nhưng mà cho chị 5 bộ đang mặc. Chị Hiệp Quỳnh ơi, chị bao nhiêu ký chị ơi? Mấy chị mua hàng inbox số điện thoại địa chỉ cho em mới chốt đơn được nha, không có cho số điện thoại trên like nha mọi người. Rồi mấy chị comment cho em màu này, màu này khác màu nãy nha mấy bà ơi. Comment cho em màu kem đi, kem này nó đậm hơn, hơi nâu hơn cái nãy chút xíu. Comment cho em màu kem. Form này 45 đến 55 ký. Đây. À lấy màu kem, comment màu kem cho em. Con lụa này em bán cho mấy chị chỉ có là 55.000 thôi. Màu kem cho em, màu kem. Mét 52, 54 ký, mặt size 2X. Đó đây chờ 60 ký, em đang like bộ này có 55 ký về thôi. Chị nào lấy kem, comment kem cho em. Mấy chị ơi nghe kỹ giùm em đi mọi người. Em 54 ký, mét 52, em phải mặc size 2X nha. Comment cho em màu xanh đen nè. Em đang like cái này cái size nhỏ mà. Màu xanh đen cho em. Ai lấy xanh đen, comment xanh đen. Ô màu này màu đen luôn mấy bà ơi, màu đen nha. Đó, chị nào lấy đen, comment đen cho em. Comment cho em màu đen. Cái này là size L. Em có 1, 2 bộ size M gì kìa. Cái này là màu đen cho em nè. Rồi màu vàng nè, mẫu em đang mặc màu vàng. Chị mua bán giá bao nhiêu bộ sỉ em ơi? Chị ơi, chị mua sỉ của cái này là 79 nha chị. Sỉ là 79, lẻ 85. Comment cho màu vàng mấy chị ơi, màu vàng. Con lụa này sale cho mấy chị là 85.000. Hàng này là em bán 90, người ta bán toàn 101, 102. Comment cho màu vàng, có satin nữa, từ từ, lên từ từ nha. Em đang lên mẫu mặt trước, màu vàng. Màu vàng, màu đen, màu kem. Màu này comment cho màu xanh. Màu này là màu xanh đậu, bộ mặt xanh L. Anh L form này là nhỏ đó nha, cực tầm 53-54 kg thôi. Đây xanh đậu nè. Xanh ngọc mấy chị ơi, xanh ngọc. Ai lấy xanh ngọc comment con này em tới mấy màu lận, xanh ngọc. Em còn bộ em mặc còn 4 màu nha. Màu xanh ngọc, màu đen, màu vàng và màu kem. Đó. 85.000 bộ lụa thôi mấy chị. Lụa này là lụa 100D nha mọi người. Lụa 100D 10 bộ trở lên chị ơi. 10 bộ trở lên là bên em bỏ giá sỉ 79.000 bộ. Còn lẻ là 85.000. Xanh ngọc cho Liên Nga. Đây là bộ màu đen nè. Ai có lấy đen thì comment đen cho em đó. Đó màu đen. Em còn màu đen, màu kem với lại màu vàng nha. Mẫu em đang mặc, bộ em mặc gì hết rồi. Chắc em phải thay ra của em mặc bộ này mới chế hỏi. Đợi em xíu em đai bộ đồ cái nha mọi người. Em mặc bộ này mới chế hỏi rồi, em không có bán. Đợi em tí xíu nha. Hay quá ha. Nghỉ nha. Cầm tới cái bát nó chặt kỹ tay á. Phá của không à. Cho mày chơi, bởi vì ba mày nhất quyết không có cho mày đụng tới cái máy là đúng rồi. Dẹp đi, chỉ coi tivi thôi. Coi tivi với học thôi. Đợi em xíu nha mấy chị ơi. Mới vừa cho đưa cái bát, mới vừa sửa xong đưa cho cái bát chơi cho băng nữa. Băng cái bát nữa. Nó vậy đó, tôi quýnh được không? À, chốt cho chị 5 bộ em đang mặc. Chưa chị ơi, chị khách mới, chị sĩ, chị chưa có cho em thông tin. Em đâu có dám chốt đơn chị. Sĩ phải cọc em mới chốt đơn được chị ơi. Sĩ phải cọc em mới chốt đơn. Chứ giờ mấy chị lựa xong hỏi mấy chị không cho em thông tin cũng vậy à. Vàng cho Nguyễn Liễu. Vàng. Trời ơi con lụa này nó đẹp. Má ơi nó đẹp đừng nói tới luôn á mấy bà. Nguyễn Liễu số 1 á. Rồi lên cho em size M này nha. Đây size M. Cho em xem mẫu chị ơi. 4X em có đăng hình bên Facebook hay gì đó. 4X có đăng hình Facebook rồi. Đây lên cho em con này M nè.
45 tới 52 kg mấy chị không? Size M với size L chỉ nhích nhau 2 kg thôi. Cho nên chị nào mặc size M vẫn mặc size L bình thường. Comment cho em màu kem. Gấu, trời ơi nó sang quá trời luôn. Comment cho em gấu. Gấu, con nhìn cái bát của mẹ kìa. Để hai bên màn hình luôn rồi kìa. Rồi giờ tiền đâu sữa? Hả, con chơi không có cẩn thận gì trơn á. Trời ơi con gấu đẹp quá mấy chị ơi, 85.000 tin được không? Em bán cho mấy chị 85.000. Comment cho em gấu mấy chị ơi, năm size này size M nha. Em M cho em nè gấu. Em M cho em. Em M gấu, em M gấu. Chị ơi bây giờ em chốt, nhưng mà chốt xong chị phải cọc cho em 100.000 thì em mới gửi đơn đi nha chị. Phải cọc em mới gửi đơn đi nha gấu. Ai lấy gấu comment cho em gấu này size M. Chốt còn 3 bộ, bộ em mặc là còn 3 bộ thôi nha. 3 bộ chữ lớp đó cho chị Hiệp Quỳnh. Hiệp Quỳnh, Quỳnh Quy Cung. Bây giờ em chốt nhưng mà mai cọc thì em mới đi hàng nha. Rồi comment cho em màu vàng. Màu vàng, màu vàng. Ai lấy vàng comment cho em con này là size M, 85.000 thôi. Comment cho em màu vàng nè. Màu vàng, màu vàng. Đó, 85.000. Rồi vậy lấy chơi đi. Nhưng mà cầm cho cẩn thận, không có để rớt nữa nha. Rớt nó là mẹ quýnh đó. Màu vàng cho em. Ai lấy lụa comment nha. Con lụa bữa nay dài về là lụa 100D mấy chị. Quả đẹp cực kỳ luôn, 85.000. Lấy chơi đi. Rồi giữ cho đàng hoàng, gấu cho nguyên liệu số 1. Rồi comment cho em con màu hồng nè. Con gấu. Con gấu màu kem á, cho nguyên liệu số 1. Gấu em mờ cho chị Mai Ca Trần luôn. Dạ inbox số điện thoại thì chỉ qua tin nhắn là được chị, không có cần cho trên like. Trên like mấy chị cứ chốt mã thôi, rồi khi mấy chị cho thông tin thì qua tin nhắn giùm em. Comment cho em màu hồng. Chứ nào lấy hồng comment sao này xem mờ cho em. Em bán cho mấy chị 85.000 con. Em mờ, em mờ. Em mờ, em mờ giùm em 85k em mờ. Gấu kem, hết gấu kem rồi chị ơi. Hết gấu kem rồi nha. Size này size M mấy chị ơi, dễ mặc vô cùng luôn. Trời ơi. Có Latin nữa. Cái này là dài lụa 100D cho nên mọc hồng cho chị Liên Nga. Cái này là lụa 100D giùm em nha mọi người ơi. Cái này là lụa 100D nha, vải đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây. Chị nào lấy bò sữa comment cho em size M bò sữa. Lô này bữa nay chị nào vô mua đã luôn. Đẹp mà rẻ, lụa 100D là mắc hơn lụa hàng luôn á. Comment cho em con bò hồng. Size M cho em bò hồng. Bò hồng cho em size M bò hồng. Trời. Comment cho em bò hồng. Chơi với tôi mà chơi nước mắt với tôi. Ai lấy bò hồng comment xinh lắm mấy chị ơi. Lụa này cực kỳ sướng luôn. Comment cho em bò hồng. Bò xanh, ồ bò xanh đâu? Đâu có bò xanh, gấu xanh gái ơi chị ơi. Bò hồng, không có bò xanh, xanh là mẫu khác, từ từ em lên. Lụa có co giãn chị ơi, lụa mà đâu có co giãn chị. À ơi, lụa này lụa 100D mấy tình yêu, lụa là không có co giãn nha. Rồi mấy chị lên cho em con gấu sập nè. Trời ơi, lụa xem mờ này đẹp quá mấy chị ơi, đẹp. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn á nè. Comment cho em gấu sập, gấu sập. Hôm qua tao mới phàn nàn với ông cái vụ đi về trễ, cái bữa nay ông về sớm nha. Ông này phải nói mới được, im im cái làm tới à. Mấy người này là vậy đó. Đối với những người này là phải nói mới được. Im cái là làm tới thấy đi về trễ tao không nói, ghét cái đi hoài luôn. Comment cho em thì tập gym nhưng mà tập xong rồi đi la cà chứ không có tranh thủ về nhà liền, hiểu không? Sọc cho chị Liên Nga. Ok Liên Nga nè. Trời lụa này em nói mấy chị đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi comment cho em con này là con gấu xanh mấy chị ơi. Bò hồng cho chế Trinh Đoàn 85.000 thôi.
Comment cho em con gấu xanh mấy chị, gấu xanh. Chứ nào lấy gấu xanh comment cho em con gấu xanh đi mấy bà ơi. Nó đẹp coi nè. Nó đẹp mê mẩn luôn. Size M cho em gấu xanh. Lụa size 4X có luôn nha. Có 4X luôn nha. 65-67kg có luôn. 60-62kg có luôn nha. Comment cho em con gấu xanh biển. Ây da. Rồi comment cho em vàng này, vàng M nè. Đó. Comment cho em vàng M 52kg đổ về size M. Chị nào lấy vàng M comment cho em vàng M. Sao lụa 100D này nó đẹp quá mấy bà ơi. Comment cho em vàng M. Vàng M. Trời nó sụ ổng. Vàng M, vàng M. Ai lấy vàng M comment. À đây gấu xanh. Ai lấy gấu xanh comment gấu xanh. Gấu xanh, gấu xanh cho em mấy bà ơi. Xanh M lâu lâu mới được lô nha mấy bà. Bữa giờ nó đứt M quá trời luôn. Comment cho em gấu xanh nè. Gấu xanh M cho em. Ai muốn coi gì nói em lên nha. Hoặc là mấy chị muốn coi lộn xộn, em sale lộn xộn cho mấy chị săn hàng rẻ. Còn này là hàng lụa. Ai lấy gấu xanh M comment. Bộ ngố vàng bao nhiêu? Dạ bộ cô Tông Thái đó 90 nha chị Minh Hiếu ơi. Trời ơi mấy bà lên gấu xanh cho chị Mai Ca Trần. Lên cho em con Latin mấy chị ơi. Lên cho em con Latin nha. Con Latin này em bán rẻ cho chị em mình luôn 90.000 thôi con Latin nè. Chị nào lấy Latin size M comment cho em. Latin size M 90. Comment cho em sọc Latin 90.000. Trời ơi Latin đẹp nè mấy chơi. Latin size M sale 90. Gấu xanh hai bộ, gấu xanh có 1 bộ rồi chị ơi. Gấu xanh có 1 bộ nha. Latin này 90. 4X. Dạ không, 4X còn dài cơ mà chơi lửng ít lắm. Lửng 4X hầu như hết luôn rồi. À, Latin này cho bé Ly Nga nè. Ly Nga Latin nó 95. Ồ lộn 90. Lụa lửng có nha. Cô gái vàng. Có cô gái vàng không Thảo? Có gấu vàng à chị ơi, gấu vàng chứ phải cô gái vàng chị Sáu Kim ơi. Rồi Latin comment cho em. Trời ơi Latin đẹp quá mấy chị ơi. Latin em mời em còn bộ hồng nữa nè. Trời ơi xuất sắc luôn. Chị nào lấy hồng Latin comment sale 90 luôn. Comment cho em hồng Latin. Bán mấy bà 90.000 luôn con Latin này sướng chưa. 90. Comment cho em hồng 90.000 hồng cho em. Em mới để lên đó. Dạ con nói là con gấu vàng. Chốt với chị Sáu Kim gấu vàng. Tại vì chị nói là cô gái vàng, nói là hình con gấu. Ok chị. Rồi hồng Latin này cho chị Sáu Kim luôn 90. Rồi rồi. A à, lộn. Chết cha. Ly Nga comment trước Latin hồng mà tình yêu ơi. Ly Nga comment trước rồi nha. Rồi chị nào coi mẫu em mặc không. Em mặc là con lượng 100D nè. Con lụa 100D em mặc 85.000 nha. Rồi đùi thun. Bộ ngố phía sau có màu khác chị ơi có. Quần á thì nó đều màu vàng nhưng mà nó có áo màu xanh, áo màu đen, áo màu hồng, áo màu đỏ. Lộn, sorry lộn. Rồi mấy chị ơi lên cho em con thun đùi này đây, con thun đùi này sale cho mấy bà nè. Giận gì giận biết nó lộn mà. Đây con này nãy mới tặng cho mấy chị phải không? Bây giờ bán rẻ luôn. Hồi nãy chị nào chưa mua được tặng thì bây giờ mua giá bán siêu rẻ luôn. Con gấu này bây giờ bán cho mấy chị 29.000 vừa bán vừa tặng nha. Con này là 55kg về cho em 29k.
29k cho em. Con khung 3D đùi 29.000 cho em. Lộn xộn má rồi. Ok đây lên con đùi tặng cái đi. Con đùi này tặng 29.55 về. Thảo lấy cho chị một cục 4X. Cái cục dưới cùng á, cục đó là bữa chị chụp hình á, cho nên là nó lộn xộn đủ mẫu á. Chị nào lấy gấu đen comment cho em 29.000. Con này mấy bà mặc cực kỳ sướng luôn. Nó rẻ mà nó đẹp, mặc ngon cực kỳ. Ok Ngọc Xuyên nè, 29.000 cho em bán tặng nha. Ngọc Xuyên Bita nè, 29.000. Cho chị Phụng Lai Kim, con này cực kỳ ngon luôn. Mấy chị mua đi, 29.000 em tặng cho. 29 mai màu đỏ đen. Ok nè, 29.000 bộ quá ngon rồi mấy chị. Mua để dành mặt nha. Thu Thảo nè, Thu Thảo này là bữa nay có một Thu Thảo một cái như nào. Nhiều khi chị quên ghi số 1 á, có con bà màu à. 29 nè. Yến Trang Trần đùi đen. Yến Trang Trần inbox qua giùm em nha chị ơi. Yến Trang Trần nè. Mấy chị inbox qua Messenger thì em mới chốt đơn nha, chứ cho thông tin trên live là bên em không có làm đơn được nha. Gấu màu gì chị Trang Đoàn ơi? Màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xanh, màu đen. Lấy màu gì comment cho em. À, vàng cho Bích Thùy nè. Mua xong inbox qua Messenger giùm em. Bích Thùy 29.000 nè, rồi nè. Bích Thùy nè, rồi nè. Hồng cho Trịnh Hạnh nè. Lấy thêm cây gấu nữa thôi. Hồng cho Trịnh Hạnh nè, 29.000 tặng chơi gì đó. Gấu đen cho Linh, Linh Đan Thanh nè. Rút con gấu đen ghi cho chị Linh Đan Thanh. Hồng cho Bích Thùy. Con này sale 29.000, mua về đấy dành mặt. Bích Thùy gấu hồng 29 nè. Rồi ghi màu vàng cho chị Phụng Lai Kim, vàng 29k. Ai lấy gấu đó comment cho em, cái này tặng cho mấy chị. Cái con đùi này 29.000. Mấy chị ơi nhắn qua tin nhắn, mấy chị ơi đừng có cho trên live mấy chị ơi. Em live bên em chỉ chốt đơn qua bên phần tin nhắn thôi, không có chốt đơn trên live nha. Tin nhắn qua bên tin nhắn giùm em. Đây. Trời ơi cái con này 55kg về. Coi như bán là vừa bán vừa tặng 25.000 đồng bạc. Ai à, xin lỗi 29.000. 29.000. Ok chị có mua rồi, chị cho lại số điện thoại ra, không cần cho lại địa chỉ. Đó, lên cho em gấu. Em còn màu xanh, màu vàng, màu hồng, màu đỏ và màu đen, 5 màu. Có ai lấy gấu nữa comment nha. 29.000 cho em, vừa bán vừa tặng luôn. 29.000. Bảo em mặc là lụa 100D, 55kg về, 85.000. Chị nào lấy gấu nữa comment cho em. Ô đen qua nhiều quá vậy hả? Ai lấy gấu nữa comment gấu cho em. Phụ được chung không? Được á, cọng dây đó dài. Ok chị. Rồi qua Phan mấy chị đợi em xíu nha. Em cho chị này chỉ lựa cái lụa 4X cái nha mọi người. Gấu xanh 29 cho Nguyễn Tuyền. Nguyễn Tuyền khách mới nữa. Hay vào Nguyễn Nguyễn Tuyền đi, ghi hai chữ đi. Bả là Nguyễn Nguyễn Tuyền. Nguyễn Nguyễn Tuyền anh bóc số này thì chỉ qua tin nhắn giùm em. Một bộ gấu vàng cho chị Yến Trang Trần. Yến Trang Trần gấu vàng 29.000. Gấu xanh cho chị Ngọc Huỳnh. Ngọc Huỳnh inbox số này thì chỉ giùm em nha tình yêu ơi. Lấy màu khác nãy có màu gì không biết luôn. À, lấy cho chị Trinh Đoàn màu vàng đi. Rồi mai em coi nếu mà trùng màu thì em đổi qua màu khác ha. 29.000. Ok tình yêu, ai lấy gấu nữa comment nha. Cái đó em tới mấy bộ lận á mấy tình yêu ơi, mấy bộ lận á. Nè em lên cho mấy chị cái con lửng này nè. Lên con lửng này mặc đi cho nó sướng em. Con lửng này bán tặng nè. Bây giờ cái con ngố này bán tặng luôn. À chết cha rồi, có mấy chị kia nhắn qua Messenger chị chưa có lấy hàng cho khách nữa. Hồng và đỏ cho chị Kim Hương 29.000. Rồi nha, em qua cái con đùi, bây giờ em lên con khác nha mấy tình yêu ơi. Bây giờ không la con đùi nữa, giờ qua con ngố. Bây giờ tặng cho mấy chị con ngố 5 màu luôn. Màu đen, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh biển, màu vàng, màu hồng. Đây lên cho em con ngố. Con ngố này 58kg về. Chị nào mà cao cao, mét 6 rồi qua 60kg luôn cho em nha mọi người.
Riêng 28 không biết còn không chị ơi. Đây, con ngố cho em màu hồng nè, màu đen nè, màu đỏ nè, màu xanh lá nè, màu xanh biển nè, màu vàng cho em đỏ ngon chưa. Bây giờ lên tặng con ngố luôn. Cháu đùa lấy 10 bộ bao nhiêu? 10 bộ là 25.000. 10 bộ là 25.000. Gấu màu hồng màu đỏ 29 rồi. Ok Kim Hương có rồi tình yêu ơi. Mọc ri 10 bộ là 25.000 cho chị. Rồi em đang chuyển dần dần ra bán bỏ sỉ luôn, cho nên mấy chị sỉ cứ nhập hàng bên em đi, bao cho mấy chị chắc luôn. Rồi mấy chị lên cho em con ngố này nha. Con ngố này em bán tặng trên like cho mấy chị nha, 35.000 thôi. Nhưng mà em bán lẻ là tới 45.000 đó. Em bán trên like cho mấy chị là 35.000. 55-56kg về cho em 35.000. Trời ơi, ai bán mấy bà bộ này 35.000, ai bán mấy chị 35.000, sỉ 10 bộ là 30, lên cho em luôn. Em bán em còn rẻ hơn cho mấy chị đi bỏ sỉ số lượng nhiều luôn á. Comment cho em bộ lửng đi mấy chị ơi, 5 màu cho em. Màu hồng, màu vàng, màu đỏ, màu đen, màu xanh lá và màu xanh biển. 35.000 cho em. 35.000 tặng nha. Con này là tặng nha, nhanh tay lụm đi. Cho chị Phụng Lai Kim ngố đen 35. Em đang bán tặng mấy chị tranh thủ đi, chứ cái này em bán 45 á. Linh Đăng Thanh 35 nè. Mấy chị khách mới nhớ cho em đầy đủ thông tin đi, chốt đơn nha mọi người. Ok. Lên cho em nha, 35.000 nha. Cho chị Bùi Thị Hiệp màu vàng. À bộ ngố Thái đó chị đang sale 90. Ngố Thái này chị tới mấy màu lận? Cái mẫu con gấu này mấy màu lận? Chị nào lấy nữa comment cho em 35.000. 35.000 cho em 35.000. Màu đen cho chị Trần Thị Lợi. Bộ chị mặc có màu khác nha. Có. Bộ chị mặc nó có màu trắng, màu đen, màu nâu, màu xanh dương. Hồng 35 cho bà Yến Trang Trần 35.000. Màu đỏ, màu đỏ, màu đen. Màu đỏ, màu đen. Màu đỏ, màu đen cho chị Thu Thảo số 1. Ok 35.000 con này mấy chị ơi. Kêu là vừa bán vừa tặng cho mấy tình yêu em luôn. Cho chị Nguyễn Nguyễn Tuyền màu đỏ 35. Ok chế. Hoa vỏ chị lấy ri 10 bộ đi. 10 bộ 30. Sỉ mà. Lấy ri 10 bộ 30 về bán lại bà. Về bán 45-50 ngàn thôi. Ngon ngon cơm cành đào. Em bán bộ là có mấy ngàn đồng bạc à. Xanh lá cho Bích Thùy. Lửng đen lá đỏ. Lấy cây nữa Thảo ơi. Lấy 2 cây nữa đi. Lấy 2 cây nữa đi. Rồi, rồi để xuống nó đi ghi từ từ. Đen. Đen xanh lá. Màu đỏ. Ừ, cho chị Kim Oanh Nguyễn 35.000 bộ, ngon quá trời, ngon luôn. Rồi, đợi em xíu. Kim Oanh Nguyễn rồi chưa? À, cho chị hoa vỏ đủ màu. Đủ màu như là 56 màu đó. À, mỗi cán bộ đen xanh biển, hồng vàng đỏ xanh lá, rồi 6 màu phải không, xanh lá dưới 6 màu, đủ màu là 6 màu nha tình yêu. Ô lấy cho chị chục luôn đi kìa, lấy cho chị chục đi, bỏ lại cục đó chục rồi. Ok nha, chục đi cho chị hoa vỏ đi, 30.000. Cho chị Phụng Lai Kim xanh lá nè 35 nè, ok nè. Màu đen 35. Dục cho chị bộ màu đen coi, còn màu đen không? Điếm đủ 10 nha. Màu đen cho Kim Hương nè. Màu đen cho Kim Hương 35 nè. Để em xíu nha, mấy bộ đi đơn 100.000 trở lên là đi đơn rồi chị. Mua sao đủ cứ 100.000 trở lên là đi đơn. Cái con ngố này em đang sale 35.000, sỉ 10 bộ là 30. Sỉ nguyên ri 10 bộ là 30, còn lẻ là 35.000 giùm em.
Con này đáng lẽ em bán 45 ngàn em mới có lời đó, mà giờ em sale cho mấy chị luôn 35 luôn. Đó, chị nào lụm thì tranh thủ lụm giùm em, không có nhiều mấy chị ơi, hết rồi. Đó, ai lấy đi comment cho em. Con này là con ngố mấy chị ơi. Đó nè, em còn màu xanh biển, màu hồng, màu vàng. Đó, 35 ngàn cho em, 35 ngàn thôi. Quá rẻ luôn, mặc thoải mái luôn. Em còn màu xanh biển, màu hồng, màu vàng, màu xanh lá, còn 5 màu. Còn 5 màu nha. Xanh với hồng cho Trần Nhi. Cái bộ mới á. Ừ, hồng cho Trần Nhi. Rồi xanh này cho Ngọc Xuyên. Ngọc Xuyên Bita. Ngọc Xuyên. Rồi chị nào lấy comment màu vàng, màu xanh, màu hồng, xanh biển, xanh lá, màu đỏ nha. Rồi em còn mấy bộ thôi. Em còn 5 bộ 5 màu. Màu xanh nước biển cho chị Yến Trang Trần, 35 ngàn cho em. 35 ngàn, 35 ngàn. Cho chị Trịnh Hạnh. Cái này thun nha. Thun. Thun mà cái hình đó trên thun nó là như vậy đó. Thun thun màu hồng 35 cho chị Kim Hương. Hồng 35 cho Kim Hương. Thun ngố vàng 35 cho Thảo Nguyễn số 1. Thảo Nguyễn với Thảo Nguyễn số 1 là chung đó. Chị mới để chung lại đó, sáng em tách ra. Nhiều khi chị quên chứ mới ghi số 1. Rồi bà nào lấy nữa comment nha mấy bà ơi. Ai lấy nữa comment cho em 35 ngàn nha. Còn màu đỏ, màu xanh biển, màu xanh lá, màu hồng và màu vàng. Ai lấy con ngố này nữa comment 35 ngàn. Rồi bắt đầu sale. Ờ quên, có chị nào mua quần chip không? Em còn một ít chip cô tông này mấy chị ơi. Bữa nay sale luôn cho mấy chị đi. Rồi 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 lên liền. Chị nào lấy chip comment bữa nay em xả tặng cho mấy chị luôn. Em xả tặng cho mấy chị luôn con chip cô tông cho em. Con này em bán mấy chị 80 ngàn. 80 ngàn một set 10 cái cho em. Đó. Chị nào lấy chip comment cho em 40-60kg. Cái này là cô tông thông hơi nha mọi người. Đây, ở trong ngoài gì nó cũng chỉ có nè, một lớp một à. Mặc giống nhau, nó không có lót xanh dương. Ủa, đâu có xanh dương, xanh biển với xanh lá mà. Chị nào lấy chip comment chip cho em 80 ngàn một chục 10 cái. Này là cô tông thông hơi cho em nha, không phải loại thường đâu mấy chị. Cô tông thông hơi nha. 80 ngàn một chục 10 cái cho em, cho chị Nguyễn Hà Thu. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn mấy bà ơi. Cô tông không hơi cho em 80 ngàn một chục 10 cái. Cho chị Ngọc Xuyên Bita 80 ngàn một chục. Em bán giá cực kỳ rẻ. Con này mấy chị mua ngoài chợ ít gì cũng phải 10 ngàn 11 ngàn. Nó là phải chất cô tông không hơi cho em nha. Xanh lá cho Trịnh Hạnh đó. Trịnh Hạnh lấy con xanh lá. Ừ. Dạ 40-60kg thôi chị. Có luôn nha. 5 cái 40. 5 cái 40. Cho chị 2 set chip. Lấy chip thôi rồi. 5 cái là 40 cho em. Em tách lẻ cho mấy chị luôn. Tại vì có nhiều chị không có cần nhiều quá. 1, 2, 3. 2 set chip đó cho chị. 2 set chip cho chị Yến Trang Trần. Trời ơi mua luôn set mặc đi. Nó rẻ muốn chết. Mua chị ít dữ vậy bà. Trời ơi cái này là cô tông thông hơi á mấy chị. Mấy chị mua con này mặc là mấy chị ghiền luôn á. Chất nó đẹp quá. Mấy chị coi ở trong nè. Mai rất là đẹp luôn. Nè. Hai cái chưa? Yến Trang Trần hai cái chưa? Rồi tiếp. Cho Trinh Đoàn một chục. Rồi đợi em xíu. Trinh Đoàn một chục. 80 ngàn một chục. Rất là rẻ luôn mấy chị. Chị Nguyễn Liền. Nguyễn Liền còn mấy cái áo á. Mai chốt luôn. Nguyễn Liền chục. 80 ngàn. Chị Sáu Kim chục. À, Sáu Kim lấy 5 cái à. 5 cái để chị tách với chị này. 2 3 4 5. 5 cái 5 màu luôn.
5k40 cho Bích Thùy. Bích Thùy inbox qua Messenger nha chị ơi. Cho thông tin trên like em không có chốt nha. 1, 2, 6 kim 3, 4, 5. Cho chị 6 kim 5 cái nha. Ủa 6 kim rồi, cái này là Bích Thùy. Bích Thùy 5 cái. Xanh dương hết rồi, lấy đủ màu cho em. Đúng rồi chị, ở trong đây một chục nó là đủ màu luôn chị. Ở trong đây nó một chục là đủ màu trong một set này luôn. Mấy chị mua 5 cái về là hối hận đó nha. Em nói chị nào mua 5 cái là về hối hận đó. Này nó đẹp lắm. Chưa chị Quỳnh ơi. Chưa nè, mua thêm đi. 2 nè, 3 nè, 4 nè, mua 5 cái là hối hận đó. 5 cái 40 nè. Ok, em tắt bữa nay em mới tắt đó, chứ trước giờ em bán em không có tắt đâu. Tắt nó mất công lắm. Và bữa nay em làm xiên em tắt đó, chứ trước giờ em bán một xét không á, cho chị Duyên Duyên. Rồi còn 5 cái này cho bà Ngố Xanh Dương hết rồi chị ơi. Chưa nha chị Gia Hào, lựa thêm đi đơn chị mang chốt 40 là cho chị Kim Duyên 40 luôn. Kim Hương chứ lộn, Kim Hương 5 cái là 40, đưa cho chị 1 cái nữa chị tắt đây. À, chip size lớn không chị ơi? Dạ chip là 40-60 là resize là nhiều chị ơi. Resize là nhiều nha, Gia Hậu còn đâu đó. Năm cái 5 màu. Chục quần chip cho chị Nguyễn Nghĩa. Nguyễn Nghĩa bên kia còn bầu đồ gì, mai lựa ra cho bà. Nguyễn Nghĩa chục, trời ơi muôn chục, 80 ngàn để dành mặt. Cái chip này chục chắc mấy bà mặc chắc chắc cả nửa năm trời luôn. Cho Gia Hạo. Rồi nha, chị nào lấy chip comment. Trời ơi cô Tông thông hơi nha mấy bà. Cô Tông thông hơi cho em một chục, chỉ có 80 ngàn thôi. Mấy chế mặt là vi vu thoải mái luôn. Cho chị Thanh Tuyết một chục. Chị Thanh Tuyết ơi, inbox số này địa chỉ giùm em nha chị đẹp. Chị Thanh Tuyết inbox số này địa chỉ qua Messenger cho em nha chứ ơi. 85 ngàn, à, xin lỗi 80 ngàn, à nay sale có 80 à. Đáng lẽ bán 85 á, mà thôi bán 80 luôn á. Đó, mấy chị đâu? Cực kỳ đẹp luôn. Rồi em qua nha. Ai lấy chip nó lên chip cho em qua nha. Em còn 5 cái lẻ nè. Bây giờ sẵn live chip, bây giờ bán khăn luôn. À chết mẹ, quên lên cái 4X cho bà kia đi, đây ba chữ. Em còn khăn tắm nữa nha mấy chị. Cho bà giọt xương chục. Em còn khăn tắm nữa mấy chế, đợi em xíu. Bây giờ em lên cái lụa size 4X 65-67kg cho em size đại nha. Con lụa size đại này là em bán cho mấy chị, là em bán với giá sale luôn. Sỉ lẻ gì một giá một thôi nha. Sỉ lẻ gì là cũng một giá hết, 85 ngàn. Em sale luôn nha. Đáng lẽ là con form bự này là em bán 95 á, mà bữa nay em sale luôn 85 cho mấy chị size 4X nè. 65kg em vừa. Size này size 4X cho em. Size này 65-67kg. 65-67kg cho em. Em sale cho mấy chị bữa nay 85 ngàn luôn. Chế nào lấy bò này comment cho em số 1. Comment cho em bộ này, bộ số 1 cho em con gấu màu hồng nè, 85 ngàn. Em lên cục size đại này một cái là em sẽ sale qua hàng khác cho mấy chị nha. Cực kỳ đẹp, nhiều hàng lắm. Comment cho em con gấu hồng 85 ngàn. Size này size 4X giùm em, size đại nha. Rồi comment cho em màu kem nè, màu kem. Chị nào mà to to á, lùng lùng mập mập hoặc là bự bự con á, lấy cái lụa 4X này mặc cho em. Comment cho em màu kem nè. Chốt cho em màu kem 85 ngàn, màu kem. Ta này size 4X, chị nào lựa lựa giùm em đi để em qua nha. Kem cho Yến Trang Trần. Đẹp lắm, size đại luôn á. Kem cho Yến Trang Trần, dạ rồi. Rồi 85 thôi, nay sale đáng lẽ là 95 á. Comment cho em màu xanh biển. Xanh biển, xanh biển cho em 4X, đợt này về màu đẹp không luôn. Comment cho em con xanh biển nè.
45.000 cho em con xanh biển. Xanh biển, xanh biển. Em chuẩn bị em xe qua lô thun kìa, em còn một ít lô thun kìa. Xanh biển cho em 85 màu vàng, khỏi dơ quần nha, em like cho nhanh nha. Comment cho em mèo vàng, mèo vàng. Quần này nó y chang mà mấy chị ơi. Em khỏi like quần nha, đây màu vàng nè. Số 1. Số 1 cho chị Nguyễn Tuyền. Comment cho em màu vàng. Mèo vàng cho em size này size đại nha. Mèo vàng cho Yến Trang Trần size 85 luôn. Rồi comment cho em. Nguyễn Phối là ai vậy ta, cách mới hả chị? Dấu hồng còn hả? Dấu hồng là mã 1 á. Đâu đó, đó có 4 ít hết á. Nguyễn Phới là ai vậy ta? Khách mới hả chị? Khách mới anh bóc qua Messenger giùm em nha. Một bộ à, Nguyễn Phới. Anh bóc qua Messenger giùm em. Rồi comment cho em con thỏ cam mấy bà ơi, trời ơi. Em nói mấy chị lô 4 ít size đại này hàng đẹp không à. Comment cho em con thỏ cam nha mọi người. Trời ơi, đẹp ghê chưa. Thỏ cam cho em 85.000 thôi. Vừa bán vừa tặng cho mấy chế luôn. Comment cho em con thỏ cam nè. Thỏ cam, thỏ cam. Inbox qua Messenger giùm em nha mọi người. Like mèo vàng nha. Lấy mèo vàng hả chị? Chị lấy mèo vàng hả? Chị lấy mèo vàng hả chị? Gì ni ni ly gì lê gì nè. Rồi comment cho em bi bi. Bà nào lấy bi comment đẹp lắm. 4X đợt này lô toàn là bự đẹp. Comment cho em bi bi. Bộ ngủ vải gì chị ơi? Bộ ngủ là bộ nào? Bộ ngủ là bộ gì? Comment cho em bi bi mấy bà ơi, bi. Bi con gấu màu kem nè. À lấy bi comment bi có 85.000 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn. Size này size đại 4X, 65, 67 kg lần nha tình yêu ơi, size to nha. Cho chị Yến Trang Trần size 4X lần á. Chị nào mua 60 kg thì có 60 kg. Nói chung là em đủ size từ 50 kg cho tới 68 kg. Comment cho em xanh đen. Xanh đen, xanh đen. Con thỏ cam. Thôn Trung Hà Cẩm Kim. Chị ơi, chị ơi không có cho thông tin trên like như vậy được nha chị. Inbox qua Messenger cho em mới được. Comment cho em màu xanh nè, xanh đen nè. Em chốt cho chị đi rồi mai chị gọi điện. Mua giùm em hai bộ nha. Thôi tí xíu đi. Bay qua lụm xanh đen nè. Xanh đen cho Yến Trang Trần bộ, cho Nguyễn Nguyễn Tuyền bộ. Xanh đen, trời đẹp quá mấy bà ơi. Sao này sao 4X á. Ừ đúng rồi. Có màu này. Con cây xanh đen Yến Trang Trần 85. Bộ chị đang like. Bộ chị đang like là lụa em ơi. Lụa lụa Nguyễn Nguyễn Tuyền ship tỉnh 35.000 đồng giá tình yêu. Rồi em ghi cái con gấu kem đâu ạ. Con kem có người lấy ha. Lấy bộ kem. Kem bi. Kem bi cho chị. Em ghi ni ni lê. Ni ni lê bộ đó với lại bộ con thỏ cam nằm dưới đất đi. Ni ni lê đi, ghi số ngoài này để mai chị điện cho chị. Ni ni lê 0905 828 953. Đúng rồi, bộ này chị nào cao cao là 70kg là mặc vi vu luôn. Dạ size này là size đại luôn. Size này ngày xưa em có bầu mà em tới gần xanh luôn á. Em mặc cái size này luôn á. Ni ni lê phải không, hai bộ phải không, ok. Xanh đen cho ni ni lê. Cái này chị nào mà mét 6 là 70kg luôn nha bà con ơi. Mét 6 là 70kg cho em luôn á. Em đang sale có 85.000 thôi mấy chị. Con này là con lụa hàng giùm em. Bây giờ chị nào chưa biết shop em, chưa biết em, mấy chị bấm theo dõi em đi. Cho Nguyễn Phối bộ. Mấy chị bấm theo dõi trang của em, shop thời trang giá rẻ. Là mấy chị sẽ thấy
Còn Facebook chính của em là Facebook Ngọc Trần, em đang ghim ở dưới màn hình của mấy chị đó. Dạ được kiểm tra hàng nha chị ơi. Hàng tới nơi mấy chị được quyền kiểm tra hàng, nhưng với điều kiện đúng hàng mình đặt thì nhận giùm em nha. Chứ tại vì có nhiều chị cho kiểm tra hàng đúng hàng đặt luôn mà cũng không biết lý do gì không thèm nhận. Cho nên là mấy chị lưu ý giúp giùm em. Đây, con này là size 4X. Con này mé 6 là mé chế 70kg. Em nói 67kg là em trừ hao cho mấy chị rồi đó. Em sale có 8, có lụa size 60kg luôn nha. Chị nào 60kg đổ về thì nói em lên size 60kg đổ về nha. Nói chung là chị nào chưa biết em cứ bấm theo dõi trang em, hoặc là mấy chị vô trang em mấy chị coi đi. Ngày nào em cũng bán hết trơn á. Ngày nào em cũng like trực tiếp như vậy cho mấy chị mua hàng hết á. Chứ em không có bán ngày em trốn luôn đâu mấy chị đừng lo. Rồi lên cho em con thỏ vàng mấy chị ơi. Lô 4X này đẹp lắm luôn. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Comment cho em thỏ vàng. Tay dài bây giờ em còn 2 size 55kg về và 60kg đổ về. Chị muốn coi size bao nhiêu ký, 65kg thì không có. Comment cho em thỏ vàng. Con này là size 4X cho em nè. Đó. Đẹp lắm luôn. Em chỉ có em bán mấy chị là giá này thôi. Mấy chị không tin em, mấy chị tham khảo chỗ khác mấy chị sẽ biết. Con lụa hàng mà vải đẹp như bên em không ai bán 85.000 đâu mấy bà. Chị có đồ vải lụa hàng. Cái này chị đang like là lụa hàng mà em. Lụa bên chị là đa số là lụa hàng. Khi mà em like mấy chị lụa gì em sẽ nói mấy chị là lụa đó. Comment cho em thỏ vàng nha. Em đang like con này, con thỏ vàng cho Nini Lê. Comment cho em con mèo xanh. Con mèo xanh cho em mèo xanh. Mèo xanh. Chị nào biết nhắn tin thì nhắn tin cho em số điện thoại địa chỉ nha mấy chị ơi. Để mai em chốt đơn nha. Comment cho em con mèo xanh nè. Size này size 4X nè. Dạ chị nào mua lụa bên em rồi thì biết. Còn chị nào chưa mua thì mua thử đi. Để mình biết coi con nhỏ này nó bán như thế nào mấy bà. Trời ơi lên cho em con thỏ cam mấy bà ơi. Đẹp quá màu cam nè. Lên cho em thỏ cam 85.000 thôi. Thỏ cam nè. Thỏ cam, thỏ cam. Thỏ cam cho em 60kg đổ về. Chị coi tay ngắn hay tay dài. Cam cho chị Yến Trang chồng. Mấy chị ơi bộ lụa 100D này. Bộ lụa 100D em mặc này là size 60kg về nè. Bộ lụa 100D em mặc là size 60kg về. Con mèo xanh cho bà Ni Lê kìa. Lụa 100D em mặc là 60kg đổ về 85.000 luôn nha. Lụa em mặc nè mấy chị ơi. Lụa em mặc là lụa 100D size bự, size 2X 60kg về. Chị nào lấy 60kg về lụa em mặc nè. Em sale cho mấy chị con này 85.000 luôn. Lụa 100D đồng giá lụa hàng luôn á. Lập thể như còn bộ. Lập thể lửng. Ôi lâu rồi. Hết luôn rồi. À còn bộ, còn một bộ. Đây. Ai hay mua lụa nhìn lạ đúng rồi. Nói chung là chị nào mà tính đồ của lụa mấy chị nhìn mấy chị sẽ biết. Mấy chị sẽ biết cái lụa đó là lụa hàng, lụa dài hay là lụa hàng hay là 100D hay là satin, latin mấy chị nhìn biết liền. Con em đang like cho mấy chị 100% là lụa hàng loại 1 luôn. Tay dài 2X phải không? Tay dài 2X phải không? Tay dài 2X là sale nha. Ây cha, tay dài 2X nằm đâu hả? Như nó cục nó có cục màu đỏ màu ấy là hôm qua mình qua hôm kia gì mới like. Ok em. Cái đó lửng này. Cái đầu này nó cũng có tay dài nét trong này. Rồi lên tay dài 2X không? Lụa và kiếm là cả một vấn đề. Chứ không ạ? Chuyện nan giải. Dạ bộ đang mặc 48kg. Được 48kg mặc như em nha chị ơi. 48kg là mặc.
48kg là mặt hơi rộng rộng như em nha. Sao nãy giờ chị không lấy cái lụa size M á? Lụa M em còn 2 bộ 52kg đổ về kìa. Hình như nó nữa đó. Nó tay dài ít luôn á. Ôi mà dẹp tay dài qua cây đi thôi. Chỉ mỗi lần kiếm mệt quá. Em dục cái cây cute dài để lên trên đầu luôn đi, cho nó nằm phía sau lưng cái thằng lĩnh nó đi. Nó còn được cục cute cho nó đi mốt bán. Ok ok, bây giờ lên dài. Thôi bây giờ em có con lĩnh à. Bây giờ em có con lửng 2 ít em sale đi, em còn cục lửng 2 ít 60kg về nè. Có một cục màu để em sale cho mấy chị luôn, còn có mấy bộ à. Con lửng 2 ít cho em ta này ta cánh dơi nha. Ta này ta cánh dơi cho em 60kg về con lửng nè. Bây giờ con này em kêu là em bán mấy chị tình thương mến thương luôn nha. Tình thương mến thương luôn, 79.000 luôn. 79.000 cho em. Con này là con lửng cánh dơi size 2 ít. Con này 60kg về cho em. Bán cho mấy chị tình thương mến thương 79.000. Con này lụa hàng loại 1 cho em. 79.000 cho em. Bà nào lấy gấu xanh comment cho em. 60kg về 79.000. Chị nào lấy gấu xanh comment gấu xanh cho em 79.000 giùm em. Gấu xanh 79. Em kêu là vừa bán vừa tặng cho mấy chị đó. Con này mặc cực kỳ xinh luôn. 79.000 giùm em. Chị Nini Lê nè. Ai lấy cánh dơi comment cho em 79.000. Con này là con lửng nha. Rồi qua cho em con tay dài đi. Tay dài cũng còn 3 bộ luôn, bán tặng luôn. Dạ chốt rồi chị Nini Lê ơi. Từ đó, vậy đó, cho nó gọn. Lên cho em con tay dài. Quá đẹp luôn mấy chị. Bây giờ sale luôn 90.000 luôn. Trời ơi, tay dài sale cho mấy bà 90 luôn. 60kg về cho em. Chị nào lấy vàng comment cho em bộ này mặc mà không đẹp quá thôi luôn mấy bà. Comment cho em màu vàng 90. Form này 60kg về giúp em nha. Tay dài quần dài 2X nè. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em 90. Đồ 65kg là lụa size 4X. Em mới vừa like xong luôn á tình yêu. Mới vừa like xong luôn á. Comment cho em màu vàng. Con này con tay dài 2X nha, màu vàng. Rồi lên cho em gấu. Chị nào coi 2X lấy giùm em nha. Gấu nè. Gấu gấu nha mấy chị ơi, gấu. Em sale cho mấy chị 90 thôi, gấu nè. Chị nào lấy gấu comment cho em 60kg về gấu. Chị nào coi tay dài lựa làm em đéo qua nhanh nha mấy chị ơi. Để em qua nhanh cái lụa tay dài này nha. Rồi em có màu vàng với con gấu. Còn chung lại đơn. Tay dài giùm em. Có ai coi em, có cái bà kia coi mấy tao mất tiêu luôn rồi. Đây sọc. Ai lấy sọc comment sọc. Em khỏi vô quần nha mọi người, y chang nha mà sọc. Em sale con lụa tay dài này 90 luôn sọc. Comment sọc cho em 2X tay dài. Rồi comment cho em màu đỏ nè. Để gom nó qua bển cho nằm bển. Gấu, gấu đó cho chị Kim Oanh Nguyễn. Gấu, ừ. Gấu cho chị Kim Oanh Nguyễn 90. Cho chị Nguyễn Nguyễn Tuyền 90. Gấu nâu đẹp lắm. Rồi mấy chị comment cho em caro đen. Caro đen cho em nè. Ai lấy đen comment đen cho em đen. 90.000 đó mấy chị ơi. Lên cho em mã con gấu đen mấy chị ơi, gấu đen.
Chị nào lấy gấu kia là gấu nâu, còn này là gấu đen. Cặp tay dài cho chị Nini Lê nè. Con này em bán có 90 ngàn, em rẻ như tặng mấy chị luôn á, thiệt luôn á. Sọc cho chị Kim Quanh Nguyễn. Cánh dơi còn chị, cánh dơi còn. Chị nào lấy gấu đen tay dài comment cho em gấu đen. Trời ơi xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn. Gấu đen tay dài cho em, cargo gấu đen cho chị Nini Lê nè. Ủa chị Nini Lê ơi, khách mới mua nhiều quá cọc giùm em nha chị đẹp ơi. Dạ, tại vì mình khách mới mà mình mua kiểu này là phải cọc em mới gửi hàng được nha. À lấy gấu đen comment còn con gấu đen nha mọi người. Còn con lẫn cánh dơi đợi em xíu nha chị. Còn con gấu đen cho em, gấu đen. Hai tay dài còn nhiều cái giày luôn ha, bữa giờ không nhớ luôn á. Quá trời luôn, bữa chị nào hỏi. Trời ơi em nói mấy chị cái tay dài này mặc nó sướng lắm, vải lụa hàng đẹp lắm luôn mấy chị. Mấy chị lên cho em con gấu đỏ đi. Con gấu đỏ cho em, ai mua lụa bên em rồi thì đều biết là lụa nhà em bao đẹp. Không có lửng 65kg chị ơi. Em chỉ có tay ngắn quần dài thôi. Ủa lộn, ờ đúng rồi. Comment cho em gấu đỏ, gấu đỏ. Gấu đỏ giùm em mấy chị ơi, 85 ngàn. Gấu, ơi xin lỗi, tay dài 90. Lên cho em con gấu đỏ nè, 90 ngàn thôi. Nếu mà mấy chị mua lụa bên em mà mấy chị chê xấu nữa, em không biết mấy chị mua đâu được luôn á. Em thiệt với mấy chị luôn, hàng lụa nhà em bao sướng cho mấy bà luôn. Gấu đỏ cho, ôi trời, hết hồn cho Nini Lê. Hết hồn hết vía luôn. Gấu đỏ cho Nini Lê rồi. Chị nào mua lụa nhà em mà chê xấu một cái là em không biết mấy chị mua đâu được lụa luôn á. Lụa nhà em là xưa giờ em bán là chị nào cũng nói là vừa đẹp vừa rẻ. Coi comment cho em con hạt nè. Trời ơi nó sang nè mấy bà ơi. Coi nó sang nè mấy bà. Comment cho em con hạt trắng đi mấy chị ơi. Trời ơi sang quá trời sang luôn. 60kg đổ về giúp em. Xa 2X nha. Comment cho em con bé hạt nha mấy chế ơi. Con bé hạt. Ai lấy bé hạt comment hạt cho em. Sang trọng ví khoái. Comment cho em con bé hạt. 90 ngàn. Em like này xong em qua lửng cho chị ơi. Trời ơi sen luôn. Lên cho em con cổ sen mấy bà ơi. Nini Lê. Chị này khách mới mà chị mua nhiều quá ta. Comment cho em màu đỏ, màu đỏ. Đỏ này cổ sen giùm em nha. Đỏ này cổ sen cho em nha mọi người. Đỏ cổ sen nè. Hai đỏ cổ sen comment cho em 2X luôn. 90 ngàn một bộ lụa siêu siêu rẻ. Hạt cho chị Kim Quanh Nguyễn con hạt. Dạ ok tình yêu. Chị nào lấy đỏ comment cho em đỏ. Xe cho mấy chị 90 thôi. Rồi lên cho em một mã ngôi sao. Ngôi sao mấy chị ơi, ngôi sao nè. Lên cho em con ngôi sao đi mấy bà. 90 ngàn ngôi sao. Rồi chị nào coi lửng cánh dơi hả? Coi gì tiếp nè em lên. Lụa còn nhiều lắm bao la luôn. Lên cho em con ngôi sao mấy bà ơi. Ngôi sao đen nha. Chị ơi cái bộ 65 á là 65kg là bộ 4X. 4X là em mới like rồi. Bây giờ chị muốn mua chị qua trang. Chị qua trang của em đi. Em có hình bên trang á. Chị lựa mẫu nào rồi chị gửi hình qua cho em lấy cho mình nha. Tại vì cái đó em có chụp hình rồi. Hàng bên em là hình em tự chụp không đó, cho nên mấy chị cứ yên tâm đi. Không có hàng hảo hàng gì đâu. Hàng em có là em mới chụp em bán mấy chị đó. Chị nào hỏi em lựng cánh dơ em dơ lại nha. Con này em xe 79. Bộ satin hồng tay dài đó 95 ngàn chị ơi. Bộ này cũng 60kg về luôn 95 ngàn. Đây con lựng cánh dơ cho em 60kg về. Em xe con này 79 ngàn.
Em còn một lô lửng lụa Thái nữa. Cái này là lụa hàng nè. Chị nào lấy gấu xanh comment cho em con lửng cánh dơi này 79 ngàn. Đó. Chị nào lấy gấu xanh comment cho em nha, 60kg về ta cánh dơi cho em. Gấu xanh 79 thôi. 79k con này là lửng cánh dơi. Bộ hồng treo. Bộ đen chị mới cầm đưa lại chị đó. Màu đen chị mới cầm bộ ngôi sao. Cái này là ta dài 2X đang xe 90. Rồi còn một lô satin 3X nữa. Một lô satin 2X 3X nữa. Có chị nào coi satin không? Đây con này là con tay dài nè. Tay dài 2X nha. Chị xe 90 luôn. Con này đáng lẽ 100 ngàn nè. Sao hôm qua con ca cái bài gì á sao? Cái bài gì mà à, anh nhẹ mong gì đó. Hôm qua con hát cái bài gì á, à, cái bài gì mà kêu anh nhẹ con nói không chịu gì đó tối qua. Comment cho em nha, con này là à, cái đó là con nói trong kia. Đúng rồi, trong cái ấy à, con nói trong lý. Ừ đúng rồi, hay á, con hát bài đó hay á. À, đó là gì không biết. Thúy Trương hả chị? Ok, mẹ đâu có thuộc đâu. Con hát con nói mẹ. Chắc là con khác. Con nói gì rồi. Chị Thúy Trương ơi, khách mới inbox số này thì chỉ qua Messenger giùm em, lựa giùm em hai bộ trở lên em mới chốt đơn nha. Chắc là em bé có tới bữa ăn cơm rồi không chịu. Ờ à, đúng rồi, clip bé đó. Clip bé trai hả? Thúy Trương, ờ à, đúng rồi. Lẫn 55kg. Lẫn 55kg em còn tiểu thư nha chị. 2X là 60kg đổ về. 2X là 60kg đổ về cho em. Lẫn 55kg đổ về là tiểu thư nha chị ơi. Là lụa tiểu thư nha. Pyjama lẫn xa 2X. 2X em là 60kg. 55kg là lẫn em mờ em hết rồi. Bây giờ em còn tiểu thư thôi được không? Tiểu thư là những bộ giày nè. Bộ này là 55kg về nè. Hai ít là 60kg đổ về. Ok em đợi chị xíu đây. Con tiểu thư này là lụa luôn, lụa hàng luôn, 55kg về. Con tiểu thư này em đang sale cho mấy chị luôn là con này 79.000 luôn nè. Con này là con tiểu thư lửng cho em. 55kg về thôi, con này em sale 75 đi, 75 thôi, 75.000. Con lửng tiểu thư này 55kg về em sale 75 nha. Đáng lẽ em bán 80 mà thôi em sale 75 luôn. Đó, chị nào lấy gấu vàng comment cho em. Con tiểu thư này thì vải lụa nó em nói mấy chị mướt mượt luôn. Ok, bộ ngố treo rồi lên liền. Comment cho em gấu vàng 55kg về 75.000 em sale á. Em sale 75.000 á. Đây màu đỏ nè. Đây màu đỏ nè. Con này 55kg về cho em nha. Con tiểu thư này 75.000 luôn, màu đỏ nè. Màu đỏ, màu vàng rồi có pyjama luôn. Có pyjama luôn, đợi em xíu. 75.000 nha mấy chị ơi. Rồi comment cho em màu xanh. Con xanh lửng này 60kg về, con này xa 2X rồi. Đó. Thôi nó nằm trong cục này cho nên xe 75 luôn xanh. Lấy một bộ tiểu thư màu vàng cho chị Thúy Trương. Comment cho em màu xanh nè. Màu xanh lửng này em sale luôn 75 luôn nè. Tại vì nó nằm trong đây nha, 60kg về. Thúy Trương anh bóc cái này chị em. Bộ lụa dài là 85. Comment cho em xanh 75 luôn. Rồi màu cam cho em mấy chị ơi, màu hồng cam nè. Màu hồng cam cho em tiểu thư lửng 55kg về nè, em sale 75.000 nha, màu hồng cam. Ai lấy hồng cam comment hồng cam em lên cục này xong em qua hàng khác cho mấy chị.
Màu hồng cam cho em 75.000 hồng cam. Rồi màu hồng ruốc nè. Comment cho em hồng ruốc. Đó, cái này là 55kg về á. Hồng ruốc. Rồi caro màu xanh. Rồi em lên Ngố Thái cho Ngố Thái này sale 90.000. Quá ngon luôn. Comment cho em caro màu xanh. Tiểu thư hồng cam như Ngọc Huỳnh. Comment cho em caro màu xanh nè. Caro màu xanh. Ôi chết cha, chị Thúy Trương. Lấy bộ tiểu thư màu đỏ nữa. Thúy Trương thêm màu màu đỏ. Comment cho em caro màu xanh. Em xe 75.000 luôn. Mấy chị nào mới mua em lần đầu mà mua về, nếu mà hàng đẹp, ok, giá rẻ, mấy chị ủng hộ em nữa nha mọi người. Mấy chị nhớ bấm theo dõi cái trang của em nha. Facebook em đang ghim với màn hình mấy chị là Facebook chính. Còn cái trang em đang like là trang bán hàng. Mấy chị inbox bên nào cũng được. Mấy chị theo dõi bên nào cũng được. Nhưng mà nếu mấy chị thương em theo dõi hai bên luôn, bên Ngọc Trần và bên trang này luôn nha. Caro màu xanh. Đây caro màu tím nè. 75.000 thôi. 55kg về caro màu tím nè. Này là tiểu thư cho em 75.000 nha. 55kg về. Màu tím. Ôi Việt Nam mấy đá 23 không? Đá với Oman. Trời ơi cái con, cái màu này nó đẹp quá trời đẹp luôn mấy bà ơi. Cái con màu cam này đẹp quá trời luôn. Comment cho em cái con cam này đi mấy bà ơi. Cái màu này nó đẹp, phải nói đẹp luôn. Lên cho em gấu cam đi mấy chị, gấu cam nè. 55kg về luôn, 75.000. Comment cho em gấu cam nha, 75.000 gấu cam. Rồi xong cái này em lên bộ ngố treo nha, gấu cam 75. Hết rồi, còn màu xanh, xanh dương với màu kem nữa là hết. Màu xanh đen cho em, xanh đen. Comment cho em xanh đen 75 nè. Này là tiểu thư 55kg nha mấy chế. 75 cho em xanh đen. Rồi một bộ màu kem nữa qua luôn. Lô tiểu thư 55kg về mấy chế, lấy này mặt đẹp. Rồi em lên bộ thái gấu cho bà em kia bà lựa cái đi mấy bà ơi. Rồi em qua. Em còn một lô bộ cô tông đùi sale nữa kìa. Đang sale ngon lành. Ồ đi luôn bụng lửng hết trơn luôn. Còn mấy cục, hai cục lửng. Màu kem cho em nha. Rồi em qua con ngố. Một bậc phụ vương bên trong con tim mình hai đất nước. Một cái sành đầu á, sành đầu. Rồi mấy chị ơi, cái bộ ngố này em có 4 màu. Màu nâu, màu vàng. Tiểu thư xanh đen chị Ngọc Huỳnh. Màu đỏ đô. Với lại màu trắng. Ê, màu trắng này hình khác. Đây, Ngố Thái, Ngố Thái. Tiểu thư màu cam cho Thúy Trương. Ngố Thái giùm em nha mấy chế. Thôi em còn ít quá em sale cho mấy chị luôn đi. Em sale luôn cho nha. Đáng lẽ bán 90 nhưng mà ít quá thôi sale 85 thôi. Bán tặng luôn. Bán tặng cho mấy chế 85.000. Ngố Thái này 60kg về giúp em nha mọi người. 60kg về. Xanh đen hết rồi chị ơi. Xanh đen chị Ngọc Huỳnh lấy rồi. Xanh đen hết nha. Đây nè mấy bà ơi. Lên cho em con Ngố Thái 60kg, từ 40 tới 60kg là mấy chế mặc được. Em sale cho mấy chị con này 85.000 thôi. Đúng 85.000. Chị nào lấy comment cho em con này con gấu nâu đi mọi người. Đây mấy chị. Gấu nâu cho em 85.000. Ngố Thái này là 40 tới 60kg. Ốm mặt cũng đẹp mà mặt cũng đẹp, tròn mặt cũng đẹp luôn. Nha. Em xả luôn 85 Ngố Thái. Màu vàng đang treo.
Chị nào lấy vàng comment vàng, chị nào lấy nâu comment nâu, gấu vàng. Comment cho em gấu đỏ đô. Đỏ đô cho em 85 ngàn. Còn 3 màu nha gái ơi. Ê, như còn một bộ màu đen nữa. Còn một bộ gấu đen nữa, 85 ngàn. Đó. Hái này xe 85. 4 màu nha em ơi. Rồi xong em qua lô đùi nha mọi người. Đó. Quần thì giống nhau, khác áo thôi mấy chị. Nâu cho Nguyễn Trang còn đơn đó, đó. Mai gom chốt. Ừ, nâu. Xe 85 ngàn cho mấy bà luôn. Màu đen. Rồi. Rồi hết mấy chị ơi. Thái em còn có 4 màu vậy thôi đó. Thái này em bán 100 ngàn đó. Mà em còn 4 màu nên em sale mấy chị 85 á. Cho chị Duyên đen 85. Coi chừng bể cái nó có lằn rồi đó. Đưa cho con chơi nào là hư đó, thiệt tình. Rồi. Dạ không đích nữa. Ai coi gì nữa comment cho em mấy chơi. Bây giờ lên gì mọi người muốn coi gì. Áo phông rộng em còn. Phông rộng Quảng Châu á, bữa nay em sale 35 ngàn luôn á. Phong rộng Quảng Châu là 45, bây giờ sale 35 luôn. Bà nào coi em lấy số em sale luôn. Phong rộng Quảng Châu 60kg về 35 ngàn. Bộ cô tông đùi size to 60kg về sale cho mấy chị luôn. Phong rộng hả? Rồi lấy phong rộng đi thôi. Phong rộng sale luôn đi. Phong rộng Quảng Châu bây giờ tôi bán với bà kêu là bán xả luôn á. Bán xả cho mấy chị luôn á. Bán 35 ngàn là xả banh xác luôn á. Thì muốn lấy sao lấy hả? Không có mang gột. Rộng Quảng Châu này sale 35 luôn. 60kg về giúp em. Trời ơi, con này nha. Con này về mấy bà phối với quần ngố nè, quần đùi mặc là cực kỳ ngon luôn á. Xe 35 ngàn á. Chị nào lấy comment cho em đỏ 1. Ai lấy đỏ này comment đỏ số 1 cho em 35 ngàn rộng Quảng Châu cho em. Đỏ số 1 35 ngàn số 1. 60kg về cho em đỏ số 1 35. Rồi comment cho em đỏ này là đỏ số 2 nha. Đỏ này là đỏ số 2 cho em 35 ngàn luôn. Số 2 nè. Ngố hay đùi mà là cái gì? Thun hay là lụa? Em mới lên cái ngố Thái đó. Ai lấy đỏ comment cho em đỏ 1, đỏ 2. Rồi comment cho em màu hồng nha. Em sale 35 ngàn nha. Rộng Quảng Châu này sale 35 ngàn. Đỏ 2 cho cô Út Phong Nguyễn. Em sale 35 ngàn một con thôi chị ơi. Mua về để dành bận. Em nói thiệt luôn, cực kỳ đẹp. Chị nào lấy hồng 1, comment hồng 1. Ủa chị Minh Thái ơi, em không có nhận được cái tin nào của chị luôn á chị ơi. Em có thấy Minh Thái nhắn tin cho em đâu. Chị nhắn bên nào vậy chị? Chị nhắn bên nào thì nhắn lại giùm em chị ơi. Em không thấy tin nhắn là của chị cho em đỏ 1 kìa Thảo. Cho chị Thúy Trương. Ok.
Em sale cho mấy chị là phông rộng này chỉ có 35 ngàn thôi đó. Màu hồng này là hồng số 1 nè. Hồng 1 cho cô Út Hậu Nguyễn nè, 35 ngàn. Phông rộng này 35 ngàn. Rồi comment cho em màu hồng số 2, tại vì nó khác cái hình đó mấy chị. Ai lấy hồng này comment hồng số 2 cho em. Hồng số 2 cho em 35 ngàn. Hồng 1 cho chị Hà Thu nè, Nguyễn Hà Thu, 35 ngàn về bằng. Ai lấy hồng 2, hồng 2 là 3 con gấu, còn hồng 1 là 1 con gấu đội nón. Hồng cho chị Thúy Trương một cái. Nó hình nó nhiều khi nó chỉ có một hai hình nhưng mà nó khác màu thôi mới chơi. Đây, màu vàng nè, 35 ngàn cho em phông rộng màu vàng. Em còn lô satin 2X, 3X nữa kìa. Màu vàng cho em màu vàng. Từ từ đi. Màu vàng cho em 35 ngàn vàng. Mỗi ngày like một ít thôi. Màu vàng. Ồ, bên shop thời trang giá rẻ em có thấy Minh Thái nào nhắn đâu trời. Ủa chị nhắn cho em mà chị có cho thông tin đâu. Tự nhiên chị nhắn chị nói vậy không mà sao chốt đơn. Bên em là đủ đơn là chốt, chứ không có chuyện mà bữa nay mua rồi ngày mai mua rồi ngày mốt mua là không có nha. Mua trong live đủ đơn là qua bữa sau mình cho bên shop số điện thoại địa chỉ để bên shop người ta chốt đơn cho mình nha. Chứ đâu phải mấy chị mua rồi dục ở đây như vậy là xong đâu mọi người. Vàng cho chị Duyên Duyên. Chị nào lấy vàng 1 comment cho em nha. Vàng 1 là con gấu đợi nón. Bộ nhiêu có size nhỏ không? Còn áo thái phông rộng không? Vàng 1. Vàng 1 cho chị Cố Hậu Nguyễn. Đen cho chị Thúy Trương. Comment cho em vàng 2. Ai lấy vàng 2 comment vàng 2 cho em Thái Rộng. Dạ mới về chị ơi, Thái Rộng mới về. Ai lấy vàng 2 comment cho em. Bị sưng đây đau. Bộ treo. Rút cái đen cho Duyên Duyên nào, rút cái đen. Nó bị đau xương nè. Nó đau xương con nhấn nhiều. Ai kêu con ống nhiều quá chi. Cái tay nó cong rồi mà con cứ ống vậy hoài. Duyên đen rồi, em còn màu xanh lá nữa là em qua Thái phong rộng nha mấy chị. Mấy chị coi con xanh nó đẹp nè. Con trống nhiều, con đừng có trống nữa. Con để trên cái bàn hay con để trên cao con nhìn đi. Comment cho em màu xanh mấy chị ơi, màu xanh. Comment màu xanh cho em, màu xanh. 39 ngàn màu xanh. Đi về ngủ ba vô phòng xiết quần áo lên giùm mẹ đi. Nó đau tay kìa, con bóp tay cho nó chút phải không? Nó đau ngay cái tay cùi rồi kìa. Xanh cho Duyên Duyên. Em cho địa chỉ với số điện thoại rồi đó chị, ok chị. Đừng có chống gì nữa, chống gì đau mà chống hoài. Chị nào lấy xanh lá, comment xanh lá nha. Có cái đèn nãy, có cái đèn cho Duyên Duyên chưa? Đen còn á nha mấy chị ơi. Hôm qua ba cục phong thái đâu hả? Em lên Thái phong rộng luôn cho mấy chị nè. Thái phong rộng em bán tặng cho mấy chị luôn, 55 ngàn luôn. Về có mấy chục cái đâu, không có nhiều nha mấy bà. 55 ngàn. Ủa Việt Nam mấy tay đá vậy? 23 phải không? Thái này em có phong thường nha, phong rộng luôn nha mọi người. Con nái này 55 ngàn cho em xanh cho chị Cốt không Nguyễn. Bộ tay dài là 58 kg về
dài nha chị ơi, tay dài satin đó là 95 ngàn. Thái rộng cho em, thái rộng nè, em sale cho mấy chị 55 ngàn nè, thái rộng nè. Chị nào lấy chuột trắng comment 55 ngàn, chuột trắng cô tông thái rộng cho em. Chuột trắng 55. Rồi thái thường 52kg về. Chị nào lấy thái 52kg về comment cho em hồng này là hồng chữ đi. Cái này là hồi Tết em bán với chị là 65 ngàn cái nè, cái form thái này nè. Comment cho em hồng này, hồng số 1 55kg, 52kg về, hồng số 1. Hồng 1 cho em 55 ngàn. Rồi comment cho em hồng rộng. Trời ơi thái này đẹp lắm, chất siêu đỉnh luôn. Comment cho em hồng rộng 55 ngàn, hồng rộng. Không làm được hả? Lên bầu đùi, bầu đùi với bầu ngố. Cô tông TC em sale á, đợi em tí đi. Comment cho em hồng rộng nha. Thái này là 55 ngàn cho em. Rồi comment cho em trắng tim, hồng rộng cho chị Nguyễn Hà Thu. Nhỏ rồi. Hồng rộng cho chị Nguyễn Hà Thu. Rồi comment cho em trắng này, trắng tim mấy chị ơi. Thái bao đẹp luôn. Thái rộng nhà em là 65 ngàn đó. Mà lô này về sale 55 cho mấy chị. Comment cho em thái tim. Thái tim cho em 55 ngàn. Trắng tim, trắng tim. Rồi comment cho em trắng 1. Trắng 1 cho em mới chơi 55 ngàn trắng 1. Áo phông ôm thun thái này có đó chị. Phông ôm, cái thun thái này em về phông rộng phông ôm luôn nè. Đây trắng không vậy hả? Trời ơi. Phơm ôm chị lấy thông thái đi chứ bô rím em hết rồi. Trắng tim cho cô Út Hậu Nguyễn. Rồi chị nào lấy trắng này comment trắng số 2 cho em. Em nói mấy chị cái chất thái này là siêu đẹp luôn á. Số 2, số 2. Ai lấy trắng này comment số 2 cho em. Sao chị ướt cái bát thiệt tình. Để cái màn hình phá tốn tiền nữa. Thôi qua màu trắng đi, trắng hai cho duyên duyên kìa. Đang like nè chị. Comment cho em trắng số 3 mấy chị ơi, trắng số 3 cho em. Số 3, số 3 cho em, thái này đẹp lắm luôn, 55 ngàn trắng số 3. Ai lấy trắng này comment số 3. Ai lấy trắng đó comment số 3 cho em. Rồi trắng số 4. Thái phong rộng nha, số 4 nè. Cục này trắng nhiều quá. Trắng 3 cho duyên duyên. Comment cho em trắng 4, áo này là cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy trắng chữ comment số 4. Ra comment cho em trắng số 5. Ai lấy trắng số 5 comment cho em. Trắng số 5 có chữ sau lưng nha. Trắng số 5 cho em. Nói chung là chất đẹp, màu trắng mấy chị cũng dễ phối đồ. Comment cho em trắng số 6. Trời ơi, đẹp quá. Số 6, số 6. Hết áo kiểu em ơi. Nó biết đâu, nó đâu có đi xa đâu. Nó biết chạy về mà. Trắng số 6. Hồi trước là chạy luôn rồi. Số 6 cho giọt xương.
Rồi lên cho em thái phơm lửng mấy chị ơi. Thái phơm lửng cho em. Em sale thái phơm lửng này 50 thôi. Comment cho em màu vàng. Trời phơm lửng bao đỉnh 50-52kg về. Comment màu vàng cho em 50. Phơm rộng 55. Còn phơm nhỏ là 50 nha. Comment cho em chuột vàng 50k. Lại đây với tôi uống. Chuột vàng phơm nhỏ cho em. Phơm nhỏ là 50. Chuột vàng. Ăn cơm. Rồi comment cho em. Trời ơi đẹp quá. 60kg về xanh loan cho em nè. Xanh nè. Ái xanh comment cho em 55.000 xanh. Này là cô Tông Thái đó. Màu xanh. Chưa để chuẩn bị lên khăn tắm cho. Xanh. Ái xanh comment xanh. Comment cho em màu hồng nha. 60kg về 55.000 hồng. 10 cây ăn đã. Rồi để lên khăn tắm cho mấy chị. Khăn tắm sale 50.000 cái. Màu hồng nha. Màu xanh, màu tím, màu loan. Rồi. Mẫu này loan không à. Mẹ có đi nhiều quá Sulebe đó. Rồi mẹ mua kem. Mua kem ở Sulebe á. Cam đốc cho em mấy chị ơi. Phong rộng, phong rộng. Mua kem Sulebe. Cam đốc. Thằng cái kiểu khùng điên. Không phải. Này gì ai lấy cam đất rộng comment cho em cam đất nha. Rồi phơm này phơm nhỏ nè. Màu hồng này phơm 52kg về nè. Màu hồng này phơm ôm nha. Màu hồng phơm ôm 50. Ai lấy hồng phơm ôm comment 50.000. Đây khăn tắm. Khăn tắm cuộn cho em nha mọi người. Khăn tắm cuộn cho em. Xanh loan cho Ngọc Hiếu. Khăn tắm cuộn này là size rất là bự luôn. Em đang sale cho mấy chị là em sale cho mấy chị là 50.000 vàng. Vàng nào vậy? Chuột vàng hả Trần Ngọc Hương? Nó có 5 màu nha mấy chị ơi. Màu hồng, màu tím, màu nâu, màu xanh đậu và xanh biển. Cái khăn tắm cuộn này em bán cho mấy chị đúng 50.000 cái luôn. Cực kỳ đẹp luôn, 50.000. Đây. Tôi sẽ lên cái 5 màu cho em, có 5 màu. 5 màu cho em nha mọi người. Đây. Nó bự vậy nha mấy chị ơi. Nó bự vậy luôn á. Em sale cho mấy chị khăn tắm này 50.000 cái. Em nói mấy chị vải nó cực kỳ mềm mịn luôn. Nè mấy chị coi nè. Đó vải mềm mịn cực kỳ luôn. Em sale 50.000 cái khăn tắm nha. Mà hút nước luôn nha mọi người. Hút nước luôn. 50k cho em quấn hết người. Quấn 3 vòng luôn. 50.000 giùm em một cái khăn tắm có 5 màu. Không nhỏ được. Màu hồng nè. Màu tím nè. Màu xanh đậu. Màu xanh biển và màu kem cho em. 5 màu cho em nha. 50.000 cái, chị nào lấy khăn tắm comment khăn tắm cho em 50.000. Khăn tắm 50. Mà chút đời 50.000 mấy chị ơi. Ai lấy khăn tắm comment 50. Phơm to nha, đẹp luôn. Rồi chị nào coi thêm gì không mọi người. Dẹp đi. Bây giờ rảnh dẹp bớt đồ đi. Sắp xếp công việc đi. Ngồi đó chi rảnh. Đó chị nào lấy khăn tắm comment
50.000. Dạ. Lấy màu xanh đậu, màu hồng. Xanh đậu hồng. Có 50.000 khăn bự chà bá luôn, xài 5 trời chưa hư luôn. Còn đó. Lên ri áo phong ôm đi, xanh đậu xanh hồng, bộ lộn xanh đậu với hồng cho Ngọc Hiếu nè. Có 50.000 cái mà đẹp cực kỳ luôn nha, màu kem màu xanh dương. Có 50.000 cái đó mấy bà ơi. Duyên duyên nè, khăn này mấy chị xài đã lắm. Cái gì Hà Thu, ok chị. 50.000 cái mấy chị ơi. Mới về nữa. Nguyễn Hà Thu nè, 50 nè, ok chị nè. Rồi. Rồi nha. Bộ tay dài có size nhỏ không? Tay dài có lụa Thái 55kg về được không? Được thì chị lên cho lụa Thái. Lụa Thái 55kg về. Bộ đang mặc đẹp quá Ngọc. Bộ đang mặc là lụa 100D á, có 5 màu. Bộ đang mặc có 85.000 cái ơi. Xong lấy cho chị mấy cục Thái phơm nhỏ. Ừ, Thái phơm nhỏ. Ton nào chưa? Ton lửng cái gì? Khăn có mấy màu chị? 5 màu. 5 màu em yêu ơi. Màu kem, màu xanh đậu, màu xanh biển, màu tím. Cái khăn này nó bự lắm. Nó bự mà nó mịn nữa. Màu tím nè. Đây nè, cái khăn nó bự vậy nè. Trời ơi, cái bà xài khăn này đã lắm luôn. Rồi em có một set khăn mặc 10 cái, khăn đa năng 10 cái nữa. Đi tí xíu em like cho. Bộ chị mặc 85.000 lụa 100D. 85.000 nha. Màu xanh đậu bự lắm. Khăn này xài sướng lắm. Xanh đậu nè, 5 màu. Xanh đậu, màu kem, màu tím, màu xanh biển và màu hồng. Em lấy màu gì comment cho chị. Xanh biển, tím, kem, xanh đậu, màu hồng. 5 màu thôi. Bộ tung đùi đi, đợi chút xíu đi bà ơi, từ từ em bà ơi. Mấy bà cái nào cũng đòi coi hết, từ từ tôi mới like kịp nha. 5 màu nha gái ơi. 5 màu. Khăn này có 50.000 cái, em bán rẻ nhất quả đất cho mấy bà luôn á. Em bán rẻ nhất quả đất cho mấy chị luôn, đứng dậy xem rồi ok. Cái cây lụa chị mặc đâu rồi? Cút màu ra cho chị, cút đủ màu cho chị. Màu hồng nè. Màu tím nè. Mấy bà sai tôi quá, tôi sai nó hỏi chửi tôi giờ kìa. Màu xanh biển nè. Màu xanh đậu, xanh biển. Với lại màu kem. Màu tím với màu hồng. Hoài Thương. Inbox số này thì chỉ qua giùm chị nha Hoài Thương ơi, để mai chị chốt đơn nha. 50.000 cái. Hoài Thương nè. Ok, tím với hồng rồi. Ba đây con lụa 100D em mặc nha. Con này 58kg về, 60kg về đi. Con này em mặc cũng còn rộng nhiều đó. 60kg đổ về cho em mấy bà ơi. Đây nó có cái màu em mặc nè. Màu em mặc mấy chị comment cho em màu nâu nhạt đi. Màu xanh dương. Màu đen. Và màu trắng, nó có 4 màu, 5 màu. 4 màu chứ. Sang lắm. Phơm này 60kg đổ về cho em. 85.000 bộ. Cái này là lụa 100D nha. Lụa này lụa 100D nè. Mấy bà coi nè, màu trắng nó sang cực kỳ luôn. 60kg đổ về. 85.000. Đây chị nào lấy trắng, nhắn qua messenger gái ơi. Không có cho trên like nha, nhắn qua tin nhắn giùm chị.
Đây, màu màu trắng nè. Size này 60kg mặc ok luôn á. Đẹp lắm. Xanh dương. Trời, tôi cho mấy bà coi xanh dương. Xanh dương. Hai cái là 100, ship 30 là 130 nha Hoài Thương ơi. Màu đen. Màu đen với lại màu em mặc nâu. Tết xanh dương Trúc Đào. Ừ, thì biết rồi. Trúc Đào em ghi với Ngọc Hiếu chung đơn. Trúc Đào với Ngọc Hiếu là chung đơn. Rồi ok. Ừ, bà Ngọc Hiếu mua thêm nha. Bà Ngọc Hiếu mua không có đủ đơn là mới bỏ bầu tặng vô á. À, Thái phơm nhỏ rồi, ok. Lên cho em con Thái phơm ôm nha. Con Thái phơm ôm này sale cho mấy chị luôn đi. Con Thái ôm này là 49.000. Không không. Thái phơm ôm cho em 52kg về 49.000. Đây. Chị nào lấy cái này comment cho em số 1 đi, 49.000 số 1. Thiêu nha mấy bà ơi, Thái này Thái thiêu nè. Comment cho em số 1, 49.000 số 1. Số 1, 49.000. Thái này 52kg về. Có. Số 1 cho em 49.000. Rồi comment cho em màu đen nè. Form này form ôm nha, 50-52kg á. Comment cho em màu đen 49. Chị nào lấy nguyên ri 10 cái là 45.000. Đây màu cam đất nè. Máy này form ôm giùm em nha, 50-52 á. Chị Liền Nguyễn, Nguyễn Liền ơi, nó chỉ có thun Thái thì nó có phơ dạng này thôi nha. Thì nó đủ màu vậy thôi. Màu cam đất nè. Đây màu trắng nè. Được không chị ơi, không được em qua nha. Em like cái khác nha. Màu trắng, em like em lên bộ thun đùi. Cái gia tình của tao mắc tiền chết luôn mà. Thảo nhét cái đất luôn mày. Comment cho em màu hồng. Có áo thun trơn luôn không màu. Áo thun trơn không màu hả? Không em ơi, trơn không mà chỉ có mấy cái màu trắng nãy là trơn không thôi. Một màu hả? Trơn luôn thì chỉ có màu trắng nãy là trơn chu, hoặc là nó phải có mấy cái chữ nhỏ nhỏ này. Chứ nếu mà trơn không khó bán lắm. Xanh đào em lan la cục này ôm nè. Rồi vậy thôi, màu nó vậy thôi. Cái cục này là đi thôi. Chị ơi, nó là form ôm thun Thái thì nó vậy thôi nha. À, đùi hả? Chị nào coi đùi. Rồi coi bộ tay dài cho Ngọc Hương coi tay dài luôn. Tay dài. Tay dài này là lên đùi thun lạnh, đâu có đùi thun lạnh đâu chị. Đâu có đùi thun lạnh đâu. Đùi thun lạnh là gì, em không có đùi thun lạnh. Rồi tay dài, ý là nãy em không có like cái đùi thun lạnh. Tại vì nhà em hết cái loại đó rồi. 55kg về cho em. Em sale cho mấy chị con này luôn, 95.000 thôi nha, sale 95.000. 95.000 cho em. Kêu là vừa bán vừa tặng luôn nè. Có
con này con cổ sen hai lá nha mọi người, 55kg về. 95.000 cho em. Ai xanh biển con mẹ xanh biển. Con này là con lụa Thái nha mấy chị, siêu đẹp luôn á, mà em siêu 95 cho mấy chị á. Xanh biển. Ai xanh biển con mẹ xanh biển. 55kg về. Đây màu xanh đen nè, xanh đen. Không xanh đen cho em nha. 55. Đen con. 55kg về xanh đen. Rồi màu cam, cái mẫu này có 3 màu. À xanh đậu nữa, 4 màu nha, 4 màu. Màu xanh đậu, màu cam, màu xanh đen và xanh biển, mẫu số 1. Ai số 1 comment cho em. Em yêu Trần Ngọc Hương ơi, tay dài chỉ có cổ sen vậy thôi được không em ơi? Được thì chị lên tiếp, còn không chị qua luôn. Chị lướt qua luôn cho nó nhanh. Mẫu này là mẫu số 2 nè. Mẫu số 2. Không có bông em ơi, cái này là mẫu trẻ nó không có bông nha, bông mẫu ứng tuổi lắm. Đó. Em follow anh màu xanh cho Trầm Nhi xanh. Con lụa Thái này vải cực kỳ đẹp luôn, 95.000 thôi. Đây chị nào lấy mẫu này comment số 2 em có màu hồng. Số 2 này có màu hồng nè. Ủa mà Ngọc Nhi lấy xanh gì vậy Trần Nhi? Màu hồng nè, màu cam nè, màu vàng và màu đỏ. Đó mẫu số 2 được 4 màu, hồng, cam, vàng, đỏ. Trời ơi giờ ta lấy cái con thú này ta mặc đẹp chết luôn. Giờ ai đi bông nữa. Mình đang trẻ muốn chết đi bông chị cho nó cứng tuổi. Đây 95.000 chị ơi. Em đang sale có 95.000 thôi. Đó màu đỏ nè 95.000. Màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu hồng. Nói chung là mỗi một màu nó có cái đẹp khác nhau mấy chị. Nhưng mà mẫu thì nó giống nhau, các cái màu thôi. 55kg về 95.000. Đó. Không. 4 màu. Cam, hồng, vàng. Con coi đỏ. Ủa Út mới gỡ đỏ ra mà. Đưa cái đỏ lại coi hả. Út mới gỡ đỏ ra đó. Nè. Cái bát nó bể rồi đó. Nó mới đập cho một cái thì vẫn chưa có sợ. Chưa có sợ là gì hết á. Đỏ Trần Nhi lấy rồi em ơi. Chỉ còn màu vàng, màu hồng, màu cam thôi. Đỏ Trần Nhi lấy rồi. Đỏ Trần Nhi lấy rồi nha. Ủa sáng giờ chị tưởng em, chị không thấy em hỏi, chị tưởng đó em còn số tài khoản của chị chứ. Để chị nhắn qua liền cho hàng đi rồi đó gái ơi. Để chị nhắn qua cho hàng đi rồi đó. Hết đỏ rồi, chỉ còn màu hồng, màu cam với màu hồng cam cái gì đó quên rồi. Không phải. Hồng cam vàng, mẫu đó còn hồng cam vàng hết đỏ rồi nha. Đây cái này còn cái cổ sen lớn nè. Sen lớn còn màu vàng nè. Màu vàng, màu vàng.
60 kg vừa không ta? Chị ơi 60 kg mấy 6 thì vừa nha chị, còn dưới mấy 6 không vừa, mấy 6 cho lên thì vừa nè. Con này con vàng nè, cái con vàng này 1m6 thì 60 kg nè, dưới mét 6 thì 55-56 kg thôi. Rồi vậy thôi, khỏi lên tay dài cho bà nha bà ơi. Lấy cái đùi thun ở trong đó ra rồi đâu. Chưa cho mình nhét mẹ nó vô đó trơn rồi. Lấy đùi á. Không không, ở trong cùng kìa. Đùi thôi nha. Trần Nhi nè, 95 nè. Hết vàng rồi Gia Hạo ơi. Gia Hạo lấy sao không à? Sen lớn này comment cho em số 1 đó, đùi luôn này vậy đó. Sen lớn comment cho em mẫu này số 1 đi. Số 1. Cái cổ sen lớn này là mẫu mới luôn á. Số 1 cho em số 1. Số 1. Đây sen lớn không nha mấy chị ơi. Tai phòng á mọi người. Ai lấy sen lớn mau lại comment số 1 cho em qua đùi cho nha. Sen lớn số 1. Rồi sen lớn số 2 nè, chị nào lấy mau lại comment số 2 cho em. Cái kia là cổ hai lá sen, còn đây là một lá sen lớn. $95,000 chị ơi, em đang sale 95 chị ơi, số 2, 95. Số 1 cái Trần Nhi. $95,000 số 2. Số 2 cho em nha. Ai lấy cái mẫu chữ đó comment số 2. Đây màu xanh này là sen lớn luôn. Nói chung em qua cái ri này là sen lớn rồi. Dạ cái này lụa Thái nha chị ơi. Lụa Thái. Comment cho em xanh đậu. Xanh đậu. Chị nãy mày ăn hết không? Su hả? Nãy ngán luôn rồi. Nó giờ nó ngán hết, giờ nó chỉ còn cái đợi roi mây thôi. Comment cho em số 2. Đợi cái cây cơ thảo. Không chị ơi, xanh nè. Mẫu này là mẫu con thú á. Cái sen lớn á, là mẫu thú nhiều. Còn cái cổ sen ấy á, thì là mẫu hình với mẫu chữ. Cái sen lớn này là mẫu thú không à. Trời ơi đẹp ghê chưa mấy bà. Này tai phòng nè. Comment cho em màu kem. Màu kem. Đi về làm bài tập làm văn đi. Cô kêu làm bài tập làm văn đó. Màu kem. Rồi đùi. Đùi hồng đi. Sale cho mấy chị cục đùi này giá siêu rẻ luôn. Cô Tông TC nha, đẹp tuyệt vời luôn. Đùi này từ 45 tới 60 kg cho em. Đùi TC xịn nha. Bây giờ em sale cho mấy chị luôn nè. Em xả cho mấy chị luôn 49.000 một bộ. Hàng này 45 tới 60 kg về cho em. Sale mấy chị đúng 49.000 luôn nè mấy bà coi nè. 49.000 giùm em. Chị nào lấy hồng comment hồng cho em 49. Comment cho em hồng đùi 49. Cô Tâm TC.
chưa có đọc mà sao biết đúng hay sai. Chị nào lấy hồng đùi comment nha, em còn 5 bộ em sale luôn cho mấy chị đó. 49.000 vải đẹp lắm luôn. Đùi nó chỉ có loại này thôi nha chị ơi. Em like 1-2 mẫu nữa là em nghỉ nha mọi người. Nó đùi 49 cho Linh Đăng Thanh. Đưa cho chị cục kia, trong thời gian lấy cái đó đưa cục kia để chị like. Linh Đăng Thanh đẹp lắm cái con bộ đùi này. Bà mua bộ này về đi, bà mặc đi, bà thấy nó đẹp, thoải mái vô cùng luôn. Rồi comment cho em chuột, chuột xanh mấy chị ơi, chuột xanh cho em 49 ngày cho em chuột xanh. Bộ này quần đen mấy bà ơi, phối tay đen nè. 60kg về cho em, comment cho em chuột xanh. Chuột xanh, chuột xanh 49 ngàn cho em chuột xanh. Con 60kg về giúp em. Ai chuột xanh comment chuột xanh. Rồi con chuột này chuột xám nè, y như vậy thôi, khác màu nha, màu xám. Gồm hai cái dây hết á. Cái đỏ bây giờ cái đỏ bó lên đi. Đùi hồng như Ngọc Quỳnh bộ 49 ngàn. Đi ra coi xô đi về bển đi, 9 giờ rồi. Từ đây tới tối thế nào cũng ăn đòn mà không biết chừng nào ăn đòn nè. Thế nào cũng bị quýnh nè. Cầm cái bát đi về bên phòng coi đi. Comment cho em chuột xanh và chuột xám nha mọi người. Bộ này là bộ quần đen 49 ngàn. Đi về đây nội kìa. Đây bây giờ học tiếng Anh. Ừ, giờ học tiếng Anh đi. Phải học tiếng Anh lắm. Comment cho em chuột xanh và chuột xám 49. Ừ, nhận được rồi nha Hồng Nguyễn ơi, cảm ơn em nha, nhận được rồi. Ok gái. Đó, đùi. Còn màu đỏ nữa, cho bộ màu đỏ đi, cút bộ. Bộ đi, mệt quá à, tới giờ like mệt quá. Ăn no về mệt quá. Comment cho em chuột đỏ. Đùi em còn có 1-2 mẫu. Có ai coi satin không? Em còn satin, em chưa có like satin kìa. Satin mới về luôn á. Chuột đỏ cho em bộ đùi này 60kg về 49.000. Chất cực kỳ đẹp luôn, 49k cho em. Quần mì hết rồi em ơi. Bây giờ không có còn cái quần mì nào luôn. Bây giờ nhà em là phá sản quần mì rồi. Hình như là không còn lô quần nào luôn. Chỉ còn lô quần đuổi thôi. Ai coi quần đuổi tôi like cho con chuột đỏ. Quần đuổi tôi cũng còn có mấy cái quần đuổi thôi kìa. Satin không? Satin 2X, 3X mấy chị ơi. Rồi em còn bộ đùi xanh nè. Còn bộ đùi xanh 49 ngàn. À đấy xanh, comment xanh 49. Xanh 49. Xanh 49. Nhảy lấy mấy cục satin hay latin đó qua cho chị. Cái 5 cục đó dục qua đây hết. Chị like cái nó nhảy. Đêm nay nghe tiếng mưa đọc con gương nhớ mẹ. Cái này satin nha bà ơi. Satin lô này đẹp nhất cái nách luôn. Satin cho em. Áo giấy còn bao la luôn. Còn cả trăm cái áo giấy luôn kìa. Rồi bây giờ em lên size 2X trước nha mọi người. Con satin này em bán kêu là vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. Đáng lẽ em sẽ bán 100.000. Nhưng mà trên like mấy chị nào có chia sẻ em bán 90 thôi. Con này size 2X cho em. Con này size 2X 60kg về nha. Trên like chị nào chia sẻ em bán 90, mời em up hình là 100.000 nha.
Satin em bán có 100 ngàn thôi, chứ người ta bán satin này phải là 130, 140. Đó. Mà tối nay em sale mấy chị luôn là 95, 90 ngàn. Đây. Chị nào lấy xanh dương comment cho em. Satin này là size 2X nha mọi người. Mấy chị coi cái cổ nó đẹp nè. Cái cổ nó mai là y chang cái quần luôn á. Comment cho em xanh dương. Satin 2X cho em 60kg về xanh dương. Em sale cho mấy chị nha, 90 ngàn trên like luôn. Xanh dương cho em 90, xanh dương. Em ơi nó lộn xộn size nha em ơi, chị like chị mới biết nó size gì nha. Rồi size này 1X 55kg nè. 55kg về cho em, comment cho em mẫu này số 1 đi, 55kg về, trời đẹp quá đẹp luôn. Số 1 cho em 55kg về 1X. Trời bộ này đẹp dữ trời. Số 1 cho em 55kg về, comment cho em số 1 90 ngàn thôi. Số 1 90. Cục này nó đủ size trong đây mấy bà ơi. Trời xanh riêu nè. Xanh riêu này size số 3 mấy chị ơi. Xanh riêu này 65kg nè. Xanh riêu này 62-65kg cho em size số 3, size 3X nè. Ây cha, lô này ngày mai mấy bà chị kia phái lắm luôn nè. Comment cho em xanh này là size 3X nha mọi người, xanh riêu. Không có 50kg đâu em ơi, 50kg thì lấy size của 55kg đó, chứ đâu có cái size nào đúng 50kg. Cái này satin nha chị ơi, không phải latin nha, satin nha. Số 1 cho chị Ngọc Quỳnh. Cái này là satin nha chị, cho chị Ngọc Quỳnh. Số 1 lại trên á. 90 ngàn cho em. Comment cho em xanh riêu. Số 1 hết rồi. Con xanh riêu đó size 3X nha mọi người. Số 1 hết. Lô này toàn bộ là 2X và 3X là nhiều. Hai ít với ba ít là nhiều rồi gái ơi. Tôi đợi cái chị này chị lạ quá chị. Em vợ đó coi có chắc không có quá. Size em lấy cái lô này lấy size lớn rồi. Ba ít xanh riêu cho Trần Nhi. Ba ít nhiều lắm. 90 ngàn đây, 3X đi, 3X là size của 65kg, bữa giờ em đang thiếu 3X nè. Ok, cảm ơn em. Bữa giờ đang thiếu cái size 3X đó mấy bà ơi, comment số 2 cho em. Số 2 này size 3X, trời ơi nó đẹp. Số 2 này size 3X luôn cho em nè, có 90 ngàn một bộ thôi. Hàng satin bao đỉnh cho mấy chị luôn. Comment cho em số 2. Số 2 cho em. Trời ơi, bữa giờ hàng 3X là đang không có hàng đó. Bữa nay mới có lô satin đẹp như vậy, có 90 ngàn à. Số 2 cho em số 2. Size này 62-65kg á. Đẹp ghê chưa. Comment cho em số 2 90 luôn. Số 2 này size 3X luôn nha. Rồi số 3 này size 2X nè. Số 3 này 60kg về nè. Ai lấy số 3 comment cho em số 3 này 60kg về số 3 nè. Đẹp lắm mấy chị, lô satin đẹp thiệt luôn á. Đẹp muốn xỉu luôn á nè. Số 3 cho em nè. Số 3 này size 2X 60kg về số 3. Vậy là satin này có 1X, 2X và 3X. 55, 60 với 65kg 3 size. À nó bán có 190 ngàn bộ chứ nhiêu mấy bà. Đây chợ An Đông bán có 190 ngàn bộ chứ nhiêu. Số 3 60kg về số 3. Rồi số 4 này 60kg về luôn. Số 4 này 2X 60kg về luôn nè. Số 4
Satin này em ít quá, em không có chụp hình được. Chụp hình lên cái bán hết, không có bán. Số 3 cho em nha, số 3 này size 2X. Nhi kiếm size 3X hả? Số 4 này, số 4 này size 3X nè, số 4. Số 4 cho em size 3X. Trời ơi, má ơi, nó đẹp. Số 4 size 3X cho em, satin này bán với chị 95.000. Số 4 cho em size 3X nha. Số 4 3X cho em 95k số 4. Có 1X, có 1X, 2X, 3X. Rồi comment cho em màu đen. Màu đen này số 5 size 3X luôn. Ai lấy đen 3X comment cho em. Trời ơi đã chưa. Comment cho em đen 3X đi. Satin này sale 90. Đen 3X giùm em. Hả, 3X em còn bộ màu hồng ruốc với màu đen nha. 2X thì nhiều, 2X thì nhóc hết trơn. Bỏ sai luôn đi thôi, ra sai luôn đi. 2X, 3X. Một ít nè, ba ít nè, hai ít nè, để lên một ít cái nha. Đây một ít có màu hồng nè, một ít cho em coi bộ màu tím. Bộ màu tím là hai ít. Rồi đợi chị xíu nha. Đây bộ màu hồng này là 1X nè. Trời ơi cưng quá. Màu hồng cam này là size 1X nha. Trời ơi tao quá trời lụa không để tao lấy nữa trời. Đây 1X nè. Đẹp ghê chưa, màu hồng cam nè. 1X này là 55kg về. Satin này sale có 90.000. Mới chơi mua 2-3 bộ để dành mặt. Đây có mình em sale mấy chị 90 đó. Bữa mua áo chị ơi, em thấy ít quá em chưa có chốt chị ơi. Thu Thảo này là chung với Thu Thảo tối giờ lựa nha. Chị mua thêm đi rồi mai em chốt cho. 1X đó có màu hồng cam á. Đây 1X có 2 bộ rồi. Chị nào lấy bộ đó comment số 1. Ai lấy bộ này comment số 2 này size 1X nè. Size này size 55kg về á. Đây size nhỏ thì là size 55kg về. Này là mấy bà 50kg là mặc 55kg nè. Trời ơi mấy chị đừng có nghe 55kg là mấy chị phải đúng 55kg. Mấy bà phải trừ hao nó giùm tôi nha. Có nhiều bà ngộ lắm, nhiều bà 50kg lên cái form nhỏ nhất là 55kg đổ về không chịu mua. Hao chị 50kg lấy đúng 50kg thôi. Lấy cho mấy bà cái size M nhỏ nhất về mặc không vừa. Gán chịu, cái đó là lỗi của mình. Hồng cam cho chị Ngọc Huỳnh. Ngọc Huỳnh lấy ra chị ơi, màu đen nè, màu đen một, màu đen này 1X nè. Trời ơi mình mua mình phải trừ hao mấy chị, thà nó rộng tí xíu. Còn mấy chị mua chật cái là đem bỏ luôn. Comment cho em số 2, số 2 1X luôn. Thôi bên đó còn 1X thôi. Mình mua mình phải trừ hao. Mình mua mình đòi chính xác cái nhiều bà. Hơi tròn tròn có ngực hoặc bụng bự tí xíu mua về mặt chặt không vừa. Rồi xong lên đường. Không khác mà. 1X em còn số 2 nè. Comment cho số 2 1X. Rồi số 3 này size 1X luôn, có 3 bộ 1X à. Ê cha, số 3 này ta cánh dơi luôn nha. Số 3 này 1X nhưng mà ta cánh dơi nha mọi người.
Số 3 này một ít mà ta cánh dơi luôn. Trời bộ này đẹp quá, số 3 nè. Số 3 này một ít ta cánh dơi. Sale có sale cho mấy chị có 90.000 bộ satin này à. Rồi đang chia size nè. Cho nhỏ Nhi nè. Rồi đợi đợi xíu đem làm một ít cả nha. Số 3 một ít em lấy. Rồi số 3 rồi. Đây màu tím nha, màu tím 2X nè. 2X nhiều màu đẹp lắm. 2X nhiều màu đẹp cực kỳ luôn. Satin phối này có 90.000 thôi. Số 3 hết rồi chị ơi. Đây màu tím nè. Phan đếm lên size 1X cho, 1X còn cái đóng kìa. Đây comment cho em màu tím nè. Màu tím này size 2X nè. Trời ơi, bà ơi nó đẹp. Đây cái cổ với cái túi màu gì đó ra đi với cái quần màu đó. Màu tím này là em coi 2X, chị lên màu 2X cho coi xuất sắc luôn. Cái này là màu tím của 2X nha. Màu tím của 2X. Rồi bây giờ lên size của 1X 90.000. Nghe không có lầm đâu, bán có 90 thôi. Rồi em lên cục này là size 1X nha. Xanh rêu. Lên cho em con xanh rêu 1X. Xanh rêu 1X mấy chị ơi, 90.000 thôi, con satin đẹp. Lên cho em con xanh rêu 1X nè, 90. Ai lấy xanh rêu comment satin cho em. Phải không, đẹp quá thôi rồi nghỉ luôn á. Xanh rêu nè, 1X 90. Rồi comment cho em màu đen nè, màu đen. Này là satin phối mấy chị, mặt trẻ trung cực kỳ luôn, màu đen nè. Ai lấy đen comment đen cho em. 90.000. Satin mà em bán mấy chị có 90 là quá hờ luôn rồi đó. Xanh rêu màu đen. Đây comment cho em màu cam nè, màu cam. À size này 1X là 55kg về. Comment cho em chuột màu cam nè. Trời ơi mấy bộ này mà không lấy nó lấy gì mấy bà. Lên cho em chuột màu cam nè. Màu này mấy chị comment màu hồng cũng được. Chuột màu cam nè, màu hồng cam á. Hồng cam nè. Chuột màu tím. Chuột màu tím cho em. Đen cho, đen cho Trần Nhi. Comment cho em chuột màu tím. Màu tím, màu tím. Cái form này size 1X là 55kg về chị ơi. Comment cho em màu tím nè. Con satin đẹp vậy em bán với chị có 90.000 à. Màu tím cho em, màu tím 90.000. Cam cho chị Tuyền Phan. Comment cho em màu xanh dương. Màu xanh dương cho em 95 thôi. Ồ lộn 90 thôi, xanh dương. Hết rồi, có một bộ một bà ở đâu nó lọt vô, có một bộ cổ này là cổ pyjama. Comment cho em màu, à xin lỗi, màu xanh dương. Xanh dương, xanh dương, lấy thêm bộ này nữa đi gái ơi. Không, đùi 2X còn một hai bộ mẫu cũ mà. Tím cho Mỹ Phúc. Comment cho em màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ cho em, màu đỏ. Trầm Chinh này Facebook inbox số này thì chỉ qua tin nhắn với mấy chốt đơn chị ơi. Facebook không có hình nào qua tay, em không có chốt đơn đâu. Comment cho em màu đỏ nè, màu đỏ. Đẹp quá trời, màu đỏ đẹp quá. Facebook trong nóng đó còn một hai món thì mai chốt cho bà luôn. Rồi cái đó là size 1X á. Đó là gì? Không, đâu lên đâu.
Rồi em lên 3X nha mấy chị ơi. Tắt đi. 3X nè. Đỏ cho Thúy Trương kìa. Comment cho em xanh riêu, size này size 3X cho em. Rồi bữa giờ mấy chị đang đợi, đang đợi size 3X nè. Không có chị ơi. Comment cho em màu xanh riêu nè. Xanh riêu, xanh dương cho Trần Nhi. Xanh riêu này size 3X nha, 90. Xanh riêu 3X nè. Ai lấy con xanh riêu 3X comment đỏ. Đỏ, đỏ hết rồi không? Đỏ hết rồi chị ơi. Comment cho em xanh riêu 3X. Cái đó 1X hay 2X để chung hả? 1X bên kia hả? 1X em còn có 2 bộ à. Một bộ màu màu kem kem với bộ xanh riêu à. Cái này xanh riêu 3X nè. 2X nhiều lắm, 2X quá trời mẫu 2X luôn. 2X nè. Mẫu chị mặc có tay dài không? Không em ơi. Xanh riêu cho Thoa Phạm. Ê cánh dơi, cánh dơi chị còn mà là form của 2X rồi em ơi. Xanh riêu cho Thoa Phạm. Xanh dương 1X. Xanh lấy xanh 1X đó cho chị Tiền Phan. Ừ. Không có đùi. Đây cánh dơi 2X mấy bà ơi. Có cánh dơi nhưng mà size 2X nè. Cánh dơi 60-62kg. Ai lấy cánh dơi 2X comment 2X cho em. Cánh dơi 2X nha. Ai lấy cánh dơi 2X comment. Ủa lộn, cánh dơi này tới 3X mấy bà ơi, sorry, cánh dơi này 3X nha. Con cánh dơi này 3X tới 65kg lần á. Con cánh dơi này 3X 65kg. Lộn lộn 3X. Ở đây còn xanh riêu 1X hết rồi. Em còn một con hồng size 1X nè. Còn một con hồng size 1X nha. Ai lấy hồng 1X comment. Hồng 1X. Comment cho em hồng 1X. Hồng 1X. Ai lấy hồng 1X comment hồng 1X. Mẫu em đang mặc nó có 3 màu thôi chị. Ok chị. Vậy này gớm. Bộ em mặc là nó có bộ màu kem em mặc nè, màu xanh dương, màu đen với lại màu trắng, nó có 4 màu thôi. Đây satin 3X. Satin 3X em còn bộ màu trắng kem nè. Trời ơi đẹp quá. Bộ này mặc cực kỳ sang luôn. Nè. 3X em có mẫu này, chị nào lấy comment số 1 cho em này 3X nè, số 1, số 1. Ai lấy bộ này comment cho em số 1. Quá trời sang luôn. Số 1 cho em size 3X số 1. Không em ơi, bộ chị mặc là resize 60kg về. Số 1 size 3X. Ra comment cho em bộ này số 2 size 3X luôn. Số 2, số 2 cho em size 3X luôn nè. Mấy cái màu này sang quá trời luôn á. Bộ này số 2 luôn cho em size 3X luôn, số 2. 3X. 3X còn màu gì nữa. Trời đưa mấy hồng hồng. Chuột nó mới like xong đó. Đưa màu thôi. Đừng đưa mẫu, đưa màu thôi, cứ mỗi màu bộ dục qua đây. 3X quá trời mẫu luôn. Satin là nguyên bộ là satin nha. Satin
phối đó là nguyên bộ đều là satin hết, chứ không có áo satin mà quần lụa là không có nha. Đã là satin thì nguyên bộ đều là satin hết. Đây 3 ý comment cho em mẫu này số 3 nha. Ai lấy mẫu này comment số 3 cho em size 3 ý luôn nè. Số 3. Số 3 cho em nha, size 3 ít luôn. Satin này là 90.000. Đây em còn màu xanh rêu nè. 3 ít ở đây em còn màu xanh rêu nữa nè. Size to nè bà ơi. Trời ơi, satin bữa nay về đẹp nhất nách luôn. Đây màu xanh rêu size 3X. Xanh rêu 3X nè. Trời ơi đẹp tuyệt vời luôn. Có 90.000 à. Rẻ chưa từng có luôn. Comment cho em xanh rêu 3X 65kg về á. Form to. Ai lấy xanh rêu 3X. Mẫu này em có 3 size 1X, 2X và 3X. Xanh rêu nè. Lô này đẹp lắm. Mấy chị mua dài bộ để dành mặt. Có 90.000. Comment cho em màu hồng. Màu hồng cho em size 3X luôn. Màu hồng. Đây mấy chị. Màu hồng cho em 3X. Lô này là lô satin phối. Dây mấy cục dây của cưng đâu? Hôm qua tôi thấy 2-3 cục dây dục hết trơn hả? Sáu mươi ký trở lại là size 2X vậy? Đâu có biết bữa nay nó về đâu. Nó chỉ báo là trong tuần này mà nó đâu có nói ngày nào đâu. Ai biết, xanh riêng cho duyên duyên kìa. Comment cho em màu hồng size 3X màu hồng. Ba gút bộ chị mặc cho chị Lan Trần. Chị Lan Trần lấy bộ em mặc ok chị nè, vậy nè. 60kg trở về là mặt của cái size 2X á chị, là 60kg về. Ai lấy bộ hồng comment hồng cho em hồng. Có 2X chứ. Tại này mấy chị kêu lên 3X, em lên 3X có 2X luôn. Rồi comment cho em màu tím nè. 90.000 màu tím. Trời đẹp lắm mấy chị ơi, cái lô satin phối này cực kỳ đẹp luôn. Bà nào lấy tím 3X comment cho em tím 3X đây. Có 90.000 bộ. Thôi em bán là mấy chị mua chỗ em, là mấy chị không mua đâu được đâu, em nói thiệt luôn. Em bán là rất là rẻ cho mấy chị luôn á. Lên cho em con này, con xanh dương nè. Xanh dương cho em size 2X. Ồ lộn, size này size 3X nha. Đây là con màu đen. Con màu đen này giống con xanh dương nha. Rồi lên 2X cho mấy bà lựa. Ok 2X. Tím cho Thoa Phạm. Đây con này màu trắng. Tím cho Thoa Phạm. Con bông này có 3 màu nè. Màu xanh dương, màu đen với lại màu trắng nè. Rồi dục cái gì cục 2X nè. Rồi, cục đó thôi. Từ cục này. Rồi hết 3X, bây giờ em qua xa 2X nha. 2X này là 60kg về giúp em. 90.000, cách mới inbox số này thì chỉ qua tin nhắn messenger giùm em nha. Đây lên cho em con này size 2X nè. Ai lấy mẫu này comment số 1 cho em 2X số 1. Số 1. Cổ phối á mấy chị, thấy cái cổ không? Cổ phối với quần á. Comment số 1 cho em số 1. Size này size 2X cho em số 1. Đẹp lắm mấy chị ơi, 60kg về 90.000. Màu vàng sau lưng là ngố thái 85.000 chị.
comment số 1 2 ít nha. Rồi comment cho em xanh dương. Xanh dương, xanh dương. Ái xanh dương comment cho em 2 ít 90. Chốt cho em màu xanh dương 90.000. Đen 3 ít hả? Đen 3 ít còn không? Ừ. Cho chị Kim Ngọc Dương để mai chốt đơn rồi chị. Bữa chị có cái khăn cái gì dục qua bên kia đi, nằm bên kế bên tay. Số 1 cho chị Thúy Trương luôn 90. Thúy Trương nhớ anh bóc số này địa chỉ giùm em nha. Thúy... À, số 1 bộ kia. Cái đó xanh dương mà. Số 1 cho Thúy Trương. Hết số 1 rồi Trần Nhi ơi. Trần Nhi lấy xanh dương được không? Comment cho em màu đen. À rồi rồi ok. Lấy số 1 lại cho Trần Nhi đi. Bên đây nè. Ừ. Cho Trần Nhi số 1 xanh dương cho bà Thúy Trương. Ok chị. Nhớ inbox số này thì chỉ giùm em nha. Rồi ai lấy đen comment đen cho em nè. Đen nè. Đen. Đen cho em 3X màu trắng dục lại chị coi Thảo. Bộ 3X màu trắng nãy. Ừ. Comment cho em màu đen. Cái này là sao 2X nha. Trời ơi màu trắng sang lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Nè. Trắng 3X nè. Trời ơi đẹp chưa từng có luôn. Satin là nó không có mỏng đâu. Mấy chị đừng có lo. Em nói mặc bộ này mà không sang quá thôi luôn á nè. 3X nè. Form to bự mà vải đẹp luôn á mấy chị. Đó. Nó thấy tự nhiên bây giờ đứng quá đứng. Rồi comment cho em con này là số 2 của size 2X nha. Số 2 của size 2X nè. Số 2 nè. Không. Quần nó phối bông vậy đó em ơi. Chứ quần màu trắng không, không ai mặc đâu. Số 2 cho em size 2X luôn. Số 2. Lô này là lô satin phối mà. Số 2 cho em size 2X. Số 2. Rồi comment cho em màu đỏ size 2X nè, đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em đỏ nè, size 2X luôn đỏ. Đây. Nè mấy chị thấy không? Màu đỏ size 2X nè. 3X màu đen hết rồi chị ơi. 3X đen nãy có chị lấy rồi. Comment cho em màu đỏ size 2X. Chị làm lại nó mất cái tem này nha. Nhớ ghi ngoài 2X. Ừ. Đỏ 2X rồi hết. Còn màu đen, màu đỏ với màu kem xa 2X thôi. Rồi nha mọi người, em xuống like đây nha mấy chị. Có gì mấy chị mua hàng xong nhớ inbox cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Ngày mai bên em chốt đơn sẽ báo đơn cho mình ha. Dạ. Duyên Duyên ơi em lấy bộ màu trắng đi. Bộ màu trắng mặc đẹp lắm á cưng. Đảm bảo bộ màu trắng em sẽ mặc rất là đẹp á. Rồi em cảm ơn mọi người nha mọi người ơi. Có gì mai em chốt đơn em báo đơn mấy chị nha. Dạ. Trắng không? Một ít hồi nãy nó chỉ còn có một ít, nó còn có bộ một bây giờ. Áo giấy giờ hết lên rồi chị ơi, mai mốt gì đi. Trời ơi Thảo ơi, sao đi luôn nguyên hàng vậy Thảo? Cô sao ngồi vậy đó? Có chốc nào vậy trời? Á chà. Chứ vậy nó không ăn nè. Nó bám như hồi đó nữa rồi. Ừ. Dầu nó lấy. Lấy bò 3X màu trắng. Đẹp lắm á. Rồi sao? Này phải vũa sơn lại hả? Phải phao tỉ lên nữa. Rồi mới sơn lại. Thiệt luôn rồi nè.
lại cái móng nó khỏe nữa. Trời ơi, mới đây luôn đi mà đi nguyên mãn luôn mới ghê. Rồi cảm ơn mấy chế nha. Dạ mai chốt đơn báo đơn mọi người nha. Rồi ngủ ngon nha mấy bà ơi, tối nay mơ đừng thấy em nha. Chết luôn á. Rồi bye bye mấy chị, bye bye nha.